Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, trong biến động của vụ việc giàn khoan XD981 vừa qua và hiện nay lại càng thúc hối người Việt hải ngoại và những người tranh đấu ở trong nước thêm một lần siết chặt mối đoàn kết để thực hiện một lúc hai mục tiêu lớn, đó là tranh đấu vì chủ quyền Biển Đông và nhân quyền cho người Việt. Nhưng khẩn thiết hơn hết đó là tình trạng nguy ngập của những tù nhân lương tâm và cụ thể với trường hợp của chị Mai Thị Dung. Ngày hôm nay, chương trình The Kim Nhung Show xin trình bày đến quý khán giả để chúng ta cùng lên tiếng cho chị Mai Thị Dung, một người vô tội bị đọa đầy, tình thế của hàng triệu đồng bào ở trong nước. Kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay đặc biệt với anh Võ Văn Bửu, đó là chồng của chị Mai Thị Dung. Chúng tôi sẽ được phép phỏng vấn qua đường line điện thoại. Kim Nhung xin trân trọng kính chào anh Võ Văn Bửu và kính mời anh gửi lời chào đến quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Lời nói đầu tiên em cháu xin kính chào đến các anh chị trong 30 tập của đài nhà kính thưa quý vị khán giả của đài SBTN. Em cháu xin tự giới thiệu, em tên là Võ Văn Bửu, là một cụ tù nhân của tôn giáo, cũng là chồng của tù nhân nữ tù nhân lương tâm Mai Thị Dung. Hiện đang bị giam ở trại giam Anh Sơn, Hà Nội, cách nhà tôi khoảng 2.000 km. Vâng, thưa anh. Dạ. Các anh chị trong 30 tập đại cũng như tạo điều kiện để cho tôi gặp gỡ để chia sẻ cùng với cả quý vị trong cái buổi gặp gỡ hôm nay. Vâng, thưa anh, trước khi chúng ta nói về tình trạng khẩn cấp nguy kịch của chị Mai Thị Dung thì cho Kim Nhung xin hỏi anh về án tù 7 năm của anh có phải chăng là do cùng một lần và cùng vụ việc với lại chị và hai anh chị đã đồng bị kết án tù trong năm 2005 có phải không ạ? Anh có thể có nói lại những vụ việc này không, thưa anh? Thưa chị, thưa quý vị khán giả, tôi và vợ tôi cùng bị bắt hai lần. Lần đầu thì vào năm 2000, tôi bị kết án 2 năm tù giam. Họ giam tôi tại trại giam Xuân Lộc, còn vợ tôi thì bị 18 tháng tù treo tại địa phương. Đến năm 2005, chúng tôi có tổ chức những cái cuộc biểu tình để phản đối nhà cầm quyền, họ đàn áp tôn giáo. Thì chúng tôi, vợ chồng chúng tôi đã bị bắt, đã bị tuyên án, tôi thì bị kết án 7 năm, thì vợ tôi thì bị 6 năm của tòa án dân tỉnh An Giang. Trong khi vợ tôi đang thụ án thì bị tòa án dân tỉnh Vĩnh Long, xử thêm vợ tôi vụ án cùng là tội gây rối trật tự công cộng thêm 6 năm nữa, tổng cộng 2 bản án mà vợ tôi phải thực hiện là 11 năm. Hiện nay vợ tôi ở thì còn một tuần nữa thì được 9 năm rồi. Chỉ coi là những người đấu tranh theo cho tôn giáo vì thấy cái sự bất công của nhà cầm quyền, họ đàn áp tôn giáo, thì lẽ ấy mà chúng tôi đấu tranh. Từ khi bước đầu vào đấu tranh thì chúng tôi luôn bị nhà cầm quyền họ luôn tìm cách rồi khủng bố, rồi đánh đập, rồi đến nỗi bắt bỏ tù chúng tôi. Vâng, và theo như Kim Nhung được biết là qua lời kêu cứu của em Bảo, đó là con của anh chị, và nhất là lời kêu gọi báo động từ Đỗ Thị Minh Hạnh mà Kim Nhung vừa được tiếp xúc, thì tình trạng của Mai Thị Dung quả thật là đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm đến tính mạng, do là chị đã có những căn bệnh trầm trọng như là về tim mạch hay là về túi mật. Như vậy trong cái tình trạng nguy kịch này, anh có thể nói rõ về tình trạng của chị cụ thể qua lần thăm nuôi cuối cùng của anh vừa qua? Thưa chị, thưa quý vị khán giả, là thăm nuôi cuối cùng của tôi vào ngày 3 tháng 7 năm 2014 này. Sau khi em nằm ra được khoảng hơn một tuần, tôi đến trại giam Thanh Xuân để cùng với tất cả cô bác anh em bên hội bầu bí tư thân ở Hà Nội cùng đi với tôi để vào thăm Mai Thị Dung. Thì khi tôi đến cũng như thường lệ, Dung cũng phải có người dìu ra rồi mới ra ngồi một lúc thật là lâu thì Dung mới nói chuyện được. Nhưng mà đặc biệt lần này thì tôi trước khi đi thì tôi được một nhóm bác sĩ anh chị em ở bên Đức cũng như bên Mỹ yêu cầu tôi vô tư vấn sức khỏe của Dung, yêu cầu Dung trình bày trình tự diễn biến của bệnh trạng của mình hàng ngày diễn biến như thế nào để dễ báo cáo lại cho mọi người biết. Thì trại giam họ không cho mình xem được cái bệnh án mà của vợ tôi đưa đi khám bệnh, thì gái thì tôi cha vô tư vấn Dung trong việc tôi Dung nói lại cho tôi, trả lại cho tôi trình tự, tôi về tôi báo lại cho các anh chị biết. Các anh chị nghi rằng là Dung không phải riêng bị bệnh sỏi túi mật mà có thể Dung đang trong giai đoạn bị xơ gan, nếu không mà được đi điều trị kịp thời thì có thể bị ung thư gan.
Như vậy là trong cái thời gian mà Mai Thị Dung ở trong nhà tù mà suốt những năm vừa rồi bị bệnh như vậy, chúng ta chưa biết là những cái bệnh trầm trọng dẫn tới ung thư, nhưng mà thời gian đó trong trại giam họ có cho uống thuốc hay là chữa trị gì không thưa anh? À, thưa chị, thưa quý vị khán giả, họ rất là độc ác, tức là mỗi khi đau thì họ cho vài ba viên thuốc giảm đau uống để cầm cự thôi. À, cái trước mắt là lúc nào họ cũng bằng họ cắt họ vô, họ yêu cầu là dùng phải ký một cái đơn nhận tội đi, rồi họ sẽ đưa đi trị bệnh. À, đồng thời họ sẽ trả tự do cho Dung, nhưng mà Dung mới sẽ thấy rằng là mình là cái người đấu tranh tôn giáo, mình không có tội gì hết, cho nên Dung nói dù có chết Dung cũng không nhận tội, mặc dù trong cái cơn bệnh hoạn hành hạ rất là đau khổ. À, mà thuốc thì không có, hàng tháng thì mỗi tháng nào tôi ra thì tôi cũng vẫn mua được ba cái loại thực phẩm chức năng, khoảng vài 3 triệu bạc tiền Việt Nam, à, để gửi vô cho Dung uống để cầm cự thôi. Nhưng mà thuốc đây thì nó không có thuốc đặc trị về bệnh sỏi mật. Nhưng giá lại tôi đã nhiều lần yêu cầu nhà trại, bác sĩ trong bệnh xá của bệnh nhà trại cho tôi xem cái hồ sơ bệnh án của Dung, và đồng thời cho Dung uống thuốc, cái loại thuốc nào uống trong hàng ngày thì họ không đồng ý cung cấp cái hồ sơ đó. Nhưng mà theo qua hỏi lại Dung thì Dung nói mỗi lần đau quá đau thì báo nhỏ thì họ cho vài ba viên thuốc giảm đau uống thôi, chứ không có thuốc gì để đặc trị chứng bệnh hết cả. Vâng, vậy thưa anh, cho cái Nhung hỏi sâu hơn một chút xíu, cái những cái giấy tờ mà họ ép Mai Thị Dung phải ký để nhận tội thì trong đó là nhận tội về tội gì, tội trạng gì thưa anh? Anh có biết hay không? Tức là đầu tiên thì họ quy cho Nhung là cái tội giết người, Nhung không đồng ý thì họ đánh lại cái cáo trạng của tòa án xử. Chứng cứ như thế nào mà lại vu? Dạ thưa anh, chứng cứ như thế nào mà họ vu vào tội giết người? Tại vì vào cái năm 2001, lúc đó tôi đang ở trong thi hành án ở trong tù tại Gia Sơn Lộc, thì ở ngoài tôi thì ở ngoài gia ở ngoài trời thì có cô Năm Nguyễn Thị Thu, cô là cái người tín đồ Phật giáo hảo ở dưới Cần Thơ, vì cái sự đàn áp của nhà cầm quyền cho nên họ cô đã ra một cái điện mạng thư và đồng thời làm một cái lễ tổ chức mọi nhà mọi người làm một cái lễ tế sống cô, xong là cô quyết định cô tự thiêu để cô phản đối lên nhà cầm quyền. Thì hôm đó vào ngày 25 tháng 2 âm lịch năm 2001 thì cô đã tự thiêu tại Vĩnh Long. Thì họ buộc rằng là cái cuộc mà cô Năm Thu tự thiêu là do Dung tổ chức. Nhưng mà nó nghịch nghịch lý thôi, trong cái án văn của tòa án xử là Dung là tự chế xăng, tự cầm quẹt cho bà Thu, nhưng mà họ lại quy cho Dung có tội gây rối trật tự công cộng. Nếu nói như vậy thì họ tìm một cái tội nào đó để họ đổ cho mình thôi. Chứ nếu nói thật sự mà nói về vấn đề cái lý, nói về căn cứ theo quy định của luật đó, thì nếu thật sự mà Dung có chế xăng như người của cô Năm và có hoặc có quẹt cái đó cô Năm thì đó là quy cho Dung có tội giết người, chứ sao tại sao quy cái tội đó trật tự công cộng được, nhưng mà họ gắn dùng cái tội gì đó để họ giam cầm mình cho bình tĩnh nó còn ở bên ngoài để đấu tranh với họ nữa thôi. Cho nên chuyện chỗ đó mà mãi mãi tới giờ này họ quy cho Dung hai cái tội gây rối trật tự công cộng, điều hai vụ án, nhưng mà họ bắt buộc phải nhận cái tội gây rối trật tự công cộng đó. Dung nói tôi đấu tranh với tôn giáo thì tôi không gây rối trật tự công cộng, nên tôi không thể nhận cái tội của các người quy định với tôi được. Thành từ chỗ đó mà họ cứ để cho Dung chết lần chết vòng chứ họ không có chịu đưa ra được trị bệnh. Nhưng mà trong đó thì có những cái tay cán bộ nó vô, nó yêu cầu Dung ký nhận tội thì nó tuyên bố rằng là chị không ký, không lăn tay thì chị về, thì một ngày nào đó tôi sẽ tự lăn tay chị về, xem tôi sẽ tiễn chị về bên nhà, tức là chị chết, tức là nó nói Dung sẽ chết. Nếu Dung không chị thì Dung nó trả lời câu rằng nó đến lúc tôi chết thì các người không cần phải đưa về nhà, các người coi có một cái sọt rác nào đó thì các người cứ bỏ vô đó. Anh có thể nói rõ là trước khi bị bắt, Công an Cộng sản Việt Nam họ đã ghép vào cái tội, hai cái tội danh đó là âm mưu giết người cũng như là phá hoại trật tự công cộng. Thì khi họ ghép vào hai cái tội danh đó để họ bắt chị Mai Thị Dung, có phải không ạ? Dạ, thưa đúng ạ. Dạ vâng. Rồi khi mà chị Mai Thị Dung bị cầm tù thì họ lại đưa một cái biên bản để ép chị ký vào để nhận tội. Thì trong cái biên bản đó nội dung là gì, anh có thể nói rõ không ạ? À, thưa chị, theo quý vị khán giả, lần đầu lúc khi bắt vô thì họ còn bị tra thì họ quy cho Dung là tội giết người. Dung tự tiện, Dung không đồng ý. Thì qua nhiều lần họ đã đi làm việc nhiều những người đồng đạo còn ở bên ngoài. Thì đồng đạo ở ngoài đã đưa ra những bằng chứng.
là cô Thu là cái người tự nguyện làm một cái thiệp mang thư để mà tự kêu. Thì do đó thì họ không có đủ chứng cứ để kết cho dương có tội giết người. Sau đó họ quay sang họ kết cho dương có tội là gây rối trật tự công cộng. Thế như vậy chỉ có một cái tội gây rối trật tự công cộng mà tại sao chị Mai Thị Dung lại bị giam một thời gian khá dài như vậy thưa anh? Tức là một cái tội gây rối trật tự công cộng nhưng mà họ xử hai vụ án. Tức là họ xử cái vụ của cô Nguyễn Thị Thu là gây rối trật tự công cộng. Đồng thời họ xử 6 năm. Họ xử một cái vụ gây rối trật tự công cộng là Dung cùng tôi tổ chức một tiệc thật biểu tình để mà phản đối họ về họ đàn áp con cháu trên 5 năm nữa. Tức là cùng là một tội gây rối trật tự công cộng, họ xử hai vụ án. Cùng một cái tội gây rối trật tự công cộng để mà nhân lên làm một cái án tù gấp đôi, nó đã là một cách vô lý rồi. Như vậy thì anh cùng gia đình có tìm mọi cách nào để mà nhờ luật sư bào chữa lại cái bản án mà họ dành cho chị Mai Thị Dung thật là vô lý hay không thưa anh? Thôi thì hiểu gì dạ. Đối với luật pháp Việt Nam thì không thể đem so sánh với luật pháp của một nước là tự do được. Vì luật pháp Việt Nam là một cái thứ luật mà ai cũng hiểu thế nào hiểu. Mà tức là họ ra lực, có thể họ leo lên lực họ ngồi. Vì thế ấy mà không thể đem so sánh với một cái luật pháp của một cái nước là tự do dân chủ được. Thì những thứ hai nữa về vấn đề luật sư thì trong khi phiên tòa diễn ra xử Dung tại Vĩnh Long thì họ có chỉ định luật sư đó để cãi cho cái Dung. Thì Dung là chính Dung là cái người đứng lên để mà từ chối luật sư, không cần luật sư. Tôi tự bào chữa cho tôi, lý do là tôi không có tội nên tôi không cần luật sư. Thì sau đó thì luật sư không thể cãi cho Dung. Thì ra lại hiện nay là Dung ở 9 năm rồi, còn 2 năm nữa là đã hết bản án. Thứ hai nữa thì nếu có kiện họ thì sẽ kiện lên tòa án quốc tế được hay không? Thế nếu mà tòa án trong nước, tất cả các cơ quan nào cũng trực thuộc về quyền quản lý của đảng, đảng nói như thế nào thì tất cả những cơ quan tổ chức đó cũng phải chấp hành theo mệnh lệnh của đảng thôi. Có nghĩa là từ lúc mà Dung vào nhà tù, trong thời gian đó Nhung đã bị bệnh, Dung đã bị bệnh và chị Mai Thị Dung đã không được chữa trị, không một viên thuốc uống trừ những cái thuốc mà anh gửi vào, không biết rõ tình trạng bệnh của Mai Thị Dung như thế nào, phải không ạ? Và cho đến ngày hôm nay thì tình trạng bệnh của cô lại càng ngày càng trầm trọng. Anh có thể nói rõ hơn thưa anh? Tức là theo chị, theo quý vị giả là theo tôi qua tôi hỏi Dung á, chị Dung á tối mà nằm ngủ á thì bắt đầu mặt mày mình mẩy sưng phù lên hết luôn, sưng cho đến khi sáng thức dậy thì đến khi trưa đến gần đến giờ chiều thì bắt đầu những cái chỗ phù sưng đó nó mới xẹp, thì cứ tiếp tục như vậy tối nằm ngủ thì sẽ bị. Nhưng mà cái bước đi thì nó rất là lối, nó đau hết cả người đi, thì mà nếu không có cái gì mà chịu lại cho là bước đi thì không thể đi được. Coi như là Dung nó đau rất là, mình đi ra thì ngồi nói chuyện vài ba câu nói thì hớt một cái là những muốn đứt cái hơi thở, nói dài nó câu hớt một cái. Thưa anh, những cái điều mà Kim Nhung hỏi đến anh quá tỉ mỉ chi tiết như vậy không phải là Kim Nhung quá quan trọng đến tình trạng riêng của chị Mai Thị Dung, nhưng mà từ những cái chết của thầy giáo Đinh Đăng Định hay là em Huỳnh Anh Trí là những người cũng đã bị tử vong do bị đánh đập hay là bị nhiễm bệnh hay là không được chữa trị trong quá trình giam giữ của cái chủ trương giết người của Cộng sản. Họ chủ trương giết những người tù lương tâm bằng cái phương cách gọi là chậm rãi và vô nhân đạo của chế độ Cộng sản Hà Nội. Như vậy thì anh có thể chia sẻ rõ cái chủ trương này từ cái kinh nghiệm qua 7 năm tù vừa qua của chính bản thân của anh, thưa anh? Tôi thấy rằng là đối với nhà tù Cộng sản này họ rất là thù những cái nhân vật mà bất động chính kiến nhỏ, những cái người mà dám đứng lên nói những cái gì mà họ đã vi phạm những vấn đề nhân quyền. Từ chỗ đó mà họ vô họ dù dập bằng mọi cách, khi ở trong nhà tù cũng vậy, về vấn đề ăn uống sinh hoạt rồi bệnh hoạn, những vấn đề chữa trị. Tại vì trước đây tôi sống chung với một số cô bác anh em bên tù
và chính trị. Tôi đã thấy đối với cũng như là trường hợp của Nguyễn Văn Trãi ông cũng nhà ở Đồng Nai, cho nên là ông bệnh rất là nặng, nhưng mà còn khoảng mấy tháng nữa thôi là ông đã hết bản án 14 năm tù. Họ nhẫn tâm, họ không cho đi trị bệnh, đến khi nào mà chị trả quá thì sức thì họ đưa được mấy bữa thì họ trả chuyển về chị trả để chết. Có rất nhiều người như thế, kể cả như tù nhân bên hình sự cũng vậy. Nhưng mà hình sự thì họ còn may mắn hơn chúng tôi là khi họ yêu cầu gia đình họ đó yêu cầu đưa tiền bạc ra thì họ còn đưa đi. Còn như gia đình tôi thì Mai Thị Dung thì tôi đã nhiều lần gửi đơn cho tất cả các cái cơ quan tối cao của chính phủ Việt Nam, chẳng hạn như là tòa án tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, rồi tổng cục thi hành án hình sự, rồi trại giam Xuân Lộc, thì họ cứ đá đổ nhau, họ cứ cơ quan này họ đổ cho cơ quan nọ họ đổ cho cơ quan kia, và cuối cùng họ không chịu đưa người nhà tôi đi chữa bệnh. Chị Dung cũng như là bản thân anh không phải là những người hoạt động chính trị, nhưng mà anh chị chỉ là những người nông dân bình thường của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy mà cho Kim Nhung hỏi thật lòng, đó là từ đâu mà anh chị cũng như là bao nhiêu người nông dân hiền lành chất phát của miền Nam đã bị kết án và cái tội phá hoại an ninh quốc gia? Kim Nhung biết là cụ bà Lê Thị Thu cũng như là bà Kim Liên, mẹ của chị Tạ Phong Tần, cũng đã phối dùng đến những cái cách là tự thiêu, và tất cả chỉ là những người rất là giản dị, những bà mẹ rất giản dị của nông thôn miền Nam. Như vậy thì anh có thể cho biết là từ đâu và tại sao đã xảy ra cái tình trạng đau thương này đến với người dân miền Nam nói chung và người nông dân ở vùng Hậu Giang nói riêng, thưa anh? Thưa quý vị khán giả, tất cả là con người sống trên đời thì ai cũng muốn có được cái tự do, cái hạnh phúc. Nhưng mà thật sự những cái câu châm ngôn của nước Việt Nam để câu cộng hòa xã hội Việt Nam và tự do thúc thật là mỹ dân. Tôi từ trước đến giờ chưa từng viết một cái đơn gì mà tôi để những cái câu đó vô. Như gần đây á, tôi vô hôm cái ngày mùng ba rồi tôi viết một cái đơn, tôi gửi về trại yêu cầu đưa dương đi trị bệnh. Sau khi tôi đưa cái đơn cho họ, họ hỏi, rồi họ nói là tôi làm không đúng thủ tục. Tôi hỏi lý do sao không đúng thủ tục, họ nói là anh không viết cái câu cộng hòa xã hội Việt Nam và tự do thúc, tôi nói luật pháp không quy định thì tôi viết cái câu đấy. Thứ nhất, thứ hai nữa, nếu tôi viết cái câu đó tôi là cái người dối lòng. Nếu mà thật sự đến với Việt Nam các ông có được tập đoàn tự do, có được hạnh phúc thì chúng tôi không lâm vào hoàn cảnh như thế này. Như ngày hôm nay phải bị tù tội đau đớn quằn quại như thế này. Cho nên tôi không chấp nhận viết câu đó, thì cuối cùng họ cũng nhận được. Muốn trở lại vấn đề thì tất cả anh em mọi người chúng tôi đều là dân tộc Việt Nam mà sống trong cái cảnh mà không riêng bản thân mình, tôn giáo cũng như nhân quyền ở trong đất nước luôn luôn bị nhà cầm quyền họ đàn áp, họ đà đạp như thế. Chúng tôi không nỡ ngồi yên, dù mình không làm được gì lắm, nhưng mà cũng phải góp một chút sức mọn của mình để đòi lại cái quyền đó cho cái đó có mình và có mọi người. Thì cái ấy mà chị cũng biết rồi, chúng tôi không có ham danh lợi gì cả. Nếu như chẳng hạn như cô Thu hoặc giả là anh Úc và là chồng Giang Úc, cái năm 2005 mà khi họ ập vô họ bắt tôi và anh Úc, tức là họ thi hành lệnh bắt cùng một lúc, thì hai anh em chúng tôi đều chế xăng vô người để đốt, để phản đối lại cái hành động mà vô nhân đạo của họ đối xử với người dân cũng như tôn giáo chúng tôi để đòi lại cái quyền đó. Nhưng mà trong lúc đó thì họ dùng bình chữa cháy để họ chữa dập tắt được, thì sau khi đưa hai anh em chúng tôi vô bệnh viện thì anh Quả Lạc đó là hết chức viên với đạo như là hết bổn phận thì anh lại ra đi. Ngày hôm qua là cái ngày đám giỗ của anh á, mà nghe gia đình báo lên, tại hiện bây giờ tôi đang ở ngoài Hà Nội, tôi đang ở Hà Nội hôm nay là mười mấy ngày rồi, tôi có việc tôi đi cho nên tôi phải ở đây thêm một lúc nữa đặng tôi đi thăm Dung. Mà ngày hôm qua là ngày đám giỗ lúc bà Lạc, mà họ cũng đem công an mà đến họ bủa, họ ngăn những cái người đi vô giữ đám thiệt. Hiện nay thì tình hình ở trong đất nước Việt Nam trong giai đoạn này, kể từ ngày hôm qua nay nó xảy ra rất là nhiều việc, rất là nhiều việc có tín đồ giáo ảo chúng tôi. Cho nên từ chỗ đó mà chúng tôi đó, quyết định đứng lên góp một chút cái phần công sức nhỏ mọn của mình để đấu tranh đem cái chết của mình để cho thế giới thấy rằng là cái nhà cầm quyền của đảng Việt Nam họ luôn thẳng tay đàn áp nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo Việt Nam. Chứ chúng tôi thì không biết tại vì họ có nhà tù, họ có súng, có đạn, chúng tôi đem nó chết mình để đổi lấy cái tự do. Chúng tôi chết đi thì tôi nghĩ là thế giới sẽ lên án nhà cầm quyền cộng sản, và thế giới sẽ dùng áp
cực đó để mà buộc nhà cầm quyền cộng sản họ phải có chủ trương từ trên xuống dưới giải quyết chuyện về nhân quyền dân chủ, để cho mặc dù chúng tôi chết thì những người còn lại sẽ được hưởng cái đó. Chúng tôi chỉ có cái suy nghĩ như vậy thôi. Dạ vâng. Cái biết rằng là hy sinh của anh để đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân dân chủ, cho tự do của dân tộc, nhưng mà cái đấu tranh của anh, cái sự hy sinh của anh hiện nay Kim Nhung thấy cũng còn đơn độc, là bởi vì không phải là toàn dân đứng lên. Như vậy thì cái sự đơn độc này có làm cho anh bi quan không thưa anh? Thưa chị, thưa quý diễn giả, tôi thì tôi cảm thấy mình không có cô độc. Lý do là trong đất nước Việt Nam hiện nay hầu như là 90 triệu dân, trừ ra một số đảng viên ở trong đó cũng chưa chắc thì đảng viên theo cùng đường hướng với nhà họ hết. Họ vẫn thấy, họ vẫn biết được, nhưng mà cái sự áp lực, cái sự khủng bố của nhà cầm quyền mạnh quá, cho nên họ thấy được, họ không dám nói. Mặc dù họ không dám nói, nhưng mà mình làm thì bên cạnh đó ở trong nước cũng như quốc tế thì tất cả mọi cô bác anh chị em cũng đều hướng về trong những cái việc làm của anh em chúng tôi, thì ủng hộ chúng tôi từ tinh thần cho đến vật chất, cho nên chúng tôi cảm thấy mình không có cô độc và mình còn cảm thấy mang nặng một cái nợ gì đó mà của mọi người giúp đỡ cho mình. Thứ nhất là về những cái vật chất, là vừa khó đi thăm nuôi người nhà mình, vừa khó để mình sinh hoạt, mình sống, thì mình mang nặng cái nợ đó mà trong cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, trong cái tứ ân mà Đức Thầy tôi dạy, thì cái ân đó chúng tôi phải mang nặng và phải bằng mọi cách trả lại. Có nhân cho bảo rằng là trung hiếu bằng chân công đức, đáp nghĩa tình bằng sức tu hành, thì chúng tôi đem cái sức tu hành của mình ra để tôi đền lại cái nợ mà chúng tôi thấy họ ở mọi người. Nhưng từ đó chúng tôi thấy không có đền đâu. Vâng, còn rất là nhiều điều mà Kim Nhung muốn được hỏi đến anh về chị Mai Thị Dung, nhưng mà thời giờ không cho phép. Và hơn nữa chúng ta cần phải phổ biến gấp tình trạng nguy ngập của chị Mai Thị Dung. Như vậy thì xin anh lặp lại thêm một lần lời kêu cứu, xin hãy cứu vợ tôi, lời kêu đau thương khẩn thiết mà anh đã gửi đến đồng bào ở trong nước và ở nơi hải ngoại ngay từ khi anh mới ra khỏi nhà tù năm 2012. Kính mời anh. Dạ, thì sau khi tôi ra khỏi tù, tôi thấy cái cảnh tôi vô tôi thăm nuôi lần đầu tiên, tôi gặp vợ tôi rất là thảm hại, cho nên rất là đau lòng. Tôi biết rằng là đời rồi sống chết có số, cho nên mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng mà thà là chết một cái thì mình thấy nó dễ chịu hơn. Chỉ bằng mỗi mà lần đầu tiên ra mà thăm nuôi thì thấy trong nhà trại trại giam họ cho người chở tôi ra đi chưa đến cái những từng bước mà phải nói là giống như con người sắp chết tới nơi, nên tôi rất là đau lòng. Về từ sau đó thì tôi lên tiếng để tôi nhờ thứ nhất là công luận trong nước cũng như hải ngoại lên tiếng để cho nhà cầm quyền cộng sản họ có cái nới tai tí để họ đưa vợ tôi đi ra để đi trị bệnh, nhưng mà cuối cùng thì không làm được cũng họ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh, dù vợ tôi bây giờ thì còn chỉ có 2 năm nữa thôi. Tôi nghĩ nếu mà vợ tôi chưa hết duyên với đời thì vợ tôi sẽ về được, còn nếu mà hết duyên với đời rồi thì chết ở đâu cũng là chết. Tôi không có nghĩ ngại nhiều về vấn đề đó, nhưng mà thà là chết chứ để mà bệnh hoạn như thế thì mình thấy rất là đau lòng. Kim Nhung rất là cảm kích tấm lòng hy sinh của anh chị, và Kim Nhung một lần nữa xin cảm ơn anh đã dự phần trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và nhân dịp này thì Kim Nhung cũng xin được phép thay mặt ban giám đốc cũng như là quý khán thính giả gửi lời chúc lành chân thành và thắm thiết gửi đến chị Mai Thị Dung đang ở trong vùng ngục tù tối tăm, và xin tất cả cùng truyền lời cầu cho đấng tối cao để mà phù hộ cho anh chị và phù hộ cho những đồng bào vô tội đang lâm nạn. Xin cảm ơn anh, xin anh gửi lời chào đến quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Một lần nữa, em chắc chân thành gửi đến tất cả quý anh chị trong ban tập đài, gửi đến quý cô bác khán giả của đài SBTN lời chúc sức khỏe, và mong rằng tất cả quý vị hãy hướng về đất nước Việt Nam để hỗ trợ cho chúng tôi về vấn đề tinh thần, về vấn đề đấu tranh trong cái cuộc này cho sớm thành công, và chúc gia đình tất cả quý vị được an vui hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.
Vâng, xin chân thành cảm ơn thời gian của anh. Kính xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện đặc biệt với anh Võ Văn Bửu, đó là chồng của chị Mai Thị Dung. Hiện cô đang ở trong tình trạng nguy kịch, đang còn bị giam trong trại giam của Cộng sản Việt Nam. Kim Nhung xin kính mời quý vị cùng tiếp theo dõi. Tuần tới chúng tôi sẽ trở lại phần 2 buổi nói chuyện đặc biệt với Đỗ Thị Minh Hạnh về thời gian cô tường trình và thời gian ở trong trại tù Cộng sản với những đòn thù quá hiểm độc giáng xuống một con người nhỏ bé như Đỗ Thị Minh Hạnh. Kim Nhung xin kính mời quý vị cùng tiếp theo dõi vào thứ Năm tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào. Thưa quý vị, bản tin cho biết là theo đài BBC Việt ngữ thì một bản thông cáo báo chí của ông Heiner Bielefeld, đặc trách viên phụ trách lĩnh vực tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc vừa được công bố nói rằng tại Việt Nam vẫn còn xảy ra nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực này. Đài BBC cho biết thêm là bản thông cáo dài 13 trang bằng Anh ngữ và Việt ngữ là kết quả của chuyến đi thăm Việt Nam của ông Heiner Bielefeld kéo dài 11 ngày qua từ 21 tới 31 tháng 7. Bản thông cáo của ông Heiner cho rằng có vi phạm nghiêm trọng trong chính sách tôn giáo tại Việt Nam. Ông Heiner đã lên tiếng tố cáo việc cán bộ Công an Cộng sản Việt Nam luôn luôn giám sát mọi hoạt động của ông hết sức chặt chẽ, đồng thời với việc trắng trợn đe dọa, sách nhiễu một số cá nhân mà ông muốn gặp gỡ, tiếp xúc. Bản thông cáo của ông Heiner cũng đã nhìn nhận rằng các cuộc thảo luận có sự tham dự của ông ở Hà Nội, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Sài Gòn có vẻ cởi mở, thẳng thắn. Thế nhưng trong những ngày chót của chuyến đi thì ông Heiner buộc phải hủy bỏ các chuyến đi thăm tỉnh An Giang, Gia Lai và Kon Tum. Ông cho biết là một số cá nhân mà ông muốn tiếp xúc đã bị Công an Cộng sản Việt Nam theo dõi chặt chẽ, cảnh cáo, đe dọa và ngăn cản việc đi lại. Những người đã gặp ông thì bị Công an theo dõi thẩm vấn. Việc giám sát chặt chẽ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm ảnh hưởng tới việc bảo mật và tính chất riêng tư của một số cuộc gặp gỡ của ông. Thưa quý vị, ông Heiner nhìn nhận rằng tình hình tôn giáo tại Việt Nam có cải thiện phần nào so với thời gian sau 1975, nhưng các vụ vi phạm vẫn còn nhiều. Các sắc tộc thiểu số tiếp tục gặp khó khăn, không được tự do theo đạo. Với ông, đó một điều khiến cho ông kinh ngạc, vì ông không ngờ rằng tính chất tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn bị hạn chế và được quy định bởi những chính sách không rõ ràng. Theo ông, thưa quý vị, sự vi phạm quyền tự do tôn giáo về tự do tín ngưỡng là một thực tế đang xảy ra tại Việt Nam. Ông Heiner xác nhận rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam không thừa nhận hoạt động của các tổ chức tôn giáo nằm ngoài hệ thống chính thức của họ. Bản phúc trình của ông sẽ được trình bày tại kỳ họp lần thứ 28 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 3 năm 2015 tới đây. Cũng theo đài BBC Việt ngữ, thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Lê Hải Bình ngày hôm nay 31 tháng 7 cho rằng ông Heiner có một vài sự hiểu lầm vì chưa được trao đổi đầy đủ thông tin. Trong khi đó, thì Hải quan Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ một phụ nữ Thái Lan mang 4 kg cocaine nhập cảnh phi trường Tân Sơn Nhất. Chiều ngày 30 tháng 7, nhân viên chi cục Hải quan Cộng sản Việt Nam tại phi trường Tân Sơn Nhất đã cho biết khám phá gần 4 kg chất gây nghiện cocaine được cất giấu trong ba lô của một du khách người Thái Lan. Người phụ nữ là hành khách đi trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways từ Bangkok, Thái Lan hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất chiều ngày 29 tháng 7. Khi thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi trong chiếc ba lô của người phụ nữ đeo trên vai, các nhân viên chi cục Hải quan Cộng sản Việt Nam quyết định khám xét và phát hiện nhiều lớp ni lông mỏng bọc một chất bột màu trắng chèn cẩn thận giữa lớp ngăn của ba lô. Kết quả của giám định cho thấy lớp bột trắng này là cocaine. Số lượng cocaine này là 3.97 kg, trị giá ước tính 25 tỷ đồng, tương đương với 1 triệu 250 ngàn Mỹ Kim. Vị khách này cho biết có tên là Pantimung Narisara, khai đã được một người da đen Thái Lan thuê đến tận Brazil và đưa số cocaine sắp xỉ 4 kg về Sài Gòn để tiêu thụ. Bà cũng khai báo rằng số cocaine giấu trong chiếc ba lô này đã được mang đi chót lọt từ Brazil qua nhiều quốc gia và cuối cùng mới bị phát hiện tại Tân Sơn Nhất. Du khách Thái Lan đang bị Công an Sài Gòn giam giữ để chờ ngày ra tòa. Sự việc này cho thấy Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm đến của các loại ma túy của các tổ chức buôn lậu. Thêm một trẻ em chết vì dịch tả tại Sài Gòn. Thưa quý vị, theo báo Một Thế Giới, thêm một trường hợp tử vong vì dịch tả tại huyện Bình Chánh, Sài Gòn hôm 27 tháng 7. Sáng ngày 31 tháng 7, tức là 3 ngày sau khi xảy ra sự kiện này, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bình Chánh
Lại Phước Hòa mới lên tiếng để xác nhận tin tức này. Ông Lại Phước Hòa cho hay người thứ hai tử vong vì dịch tả tại Sài Gòn đó là bé gái tên là Mạc Thị Anh Thư, 2 tuổi rưỡi, ngụ tại huyện Bình Chánh. Người nhà của bé cho biết là em bị tiêu chảy khoảng 6-7 lần trong ngày, sốt cao, đã được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị. Báo Một Thế Giới dẫn lời bác sĩ giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 nói rằng bé Anh Thư bị bệnh thận trước đó. Ông này cho rằng đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho bé tử vong khi bị mắc bệnh dịch tả. Vẫn theo ông Lại Phước Hòa thì đây là ca tử vong thứ hai vì dịch tả tại huyện Bình Chánh. Ổ dịch xuất hiện trước đó khoảng 2 tuần lễ với 9 người nhập viện mà kết quả xét nghiệm cho thấy là dương tính với vi khuẩn E. coli. Theo như Sở Y tế Sài Gòn thì ổ dịch này đã được dập tắt kịp thời, bệnh nhân qua đời trước đó vì ổ dịch tả mới bùng phát tại huyện Bình Chánh là bé Phạm Nghĩa Tình, 10 tháng tuổi. Đây là nơi trú ngụ ẩm thấp, dơ bẩn của lớp cư dân đi kinh tế mới từ sau năm 1975 cho đến nay. Họ dùng nước ao tù trước nhà để tắm giặt vì không có nước máy lẫn nước giếng để xài. Chủ nhiệm luật sư Đoàn Sài Gòn bị khai trừ đảng. Báo Thanh Niên cho biết chiều ngày 31 tháng 7, tổ chức lãnh đạo cao nhất của Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn đã ra một thông báo chính thức khai trừ ông Nguyễn Đăng Trừng ra khỏi đảng. Ông này hiện nay là chủ nhiệm và bí thư đảng đoàn của Đoàn Luật sư Sài Gòn nhiệm kỳ 2008-2013. Thông báo trên còn cho biết là ông Nguyễn Đăng Trừng phạm nhiều khuyết điểm, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của đảng đoàn đối với hoạt động của Đoàn Luật sư Sài Gòn, không tổ chức cho đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc đã ban hành. Ông Nguyễn Đăng Trừng cũng đã bị phê phán về cách chỉ đạo nhân sự cho Đại hội Đoàn Luật sư Sài Gòn nhiệm kỳ kế tiếp từ năm 2013 đến năm 2018, không đúng quy trình, thiếu công khai và thiếu minh bạch. Theo trang web của Sở Nội vụ Sài Gòn, thì ông Nguyễn Đăng Trừng năm nay 72 tuổi, có quê Đà Nẵng, hiện cư ngụ tại quận 11 Sài Gòn. Ông Trừng hoạt động trong tổ chức Việt Cộng Nam Vùng từ năm 1967, từng là chủ tịch ban đại diện trường Đại học Luật khoa Sài Gòn năm 1968, vào đảng năm 1971, là chủ nhiệm kiêm bí thư đảng đoàn của luật sư Đoàn Sài Gòn từ gần 20 năm qua. Ông là thành viên của nhiều tổ chức luật sư quốc tế như là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương, Hội đồng Tài phán Liên đoàn Luật sư Thái Bình Dương, Hội luật gia Châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội Luật sư Quốc tế và là đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Tại một đại hội luật sư đoàn Việt Nam năm 2009, ông Nguyễn Đăng Trừng từng đòi áp dụng các biện pháp bảo đảm nguyên tắc tự quản độc lập để tổ chức này có thể trở thành một định chế dân chủ. Ông này cũng cho rằng người nắm giữ vai trò chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải được tất cả 326 vị đại biểu bầu ra vì đây là linh hồn của lực lượng. Kính thưa quý vị, dư luận cho rằng sự kiện trên cho thấy đã có sự rạn nứt giữa nhiều hệ phái khác nhau trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn đến sự thanh trừng lẫn nhau. Ngành giáo dục Việt Nam bị chê thua kém thế giới. Thưa quý vị, nhận xét một cách khách quan thì học sinh tốt nghiệp trung học của Việt Nam không quá tệ, nhưng người tốt nghiệp đại học của Việt Nam thì yếu về kiến thức lẫn tác phong làm việc so với ngoại quốc. Đây là nhận định của ông Ngô Bảo Châu. Ông Ngô Bảo Châu là một trong những nhà trí thức trẻ Việt Nam được thế giới biết đến. Ông Ngô Bảo Châu được nhận định này, đưa ra nhận định này tại cuộc hội thảo về cải cách giáo dục do ông chủ tọa diễn ra tại Sài Gòn vào ngày hôm nay. Ông Ngô Bảo Châu đang được nhà nước Cộng sản Việt Nam giao cho nhiệm vụ đó là nghiên cứu về vấn đề nhân sự cho bậc đại học của Việt Nam, cho rằng cách Việt Nam đang làm trong việc tuyển chọn giảng viên hoàn toàn trái ngược với quy trình của tất cả các trường đại học khắp thế giới. Ông Ngô Bảo Châu nói rằng các trường đại học Việt Nam tìm nhân sự cho mình bằng cách là tạo nguồn tại chỗ có vẻ như là cũng khá hữu hiệu. Tuy nhiên thì trên bình diện quốc gia thì đây là cách làm rất là dở. Và theo ông Ngô Bảo Châu, tại các trường đại học của Việt Nam thường chọn sinh viên giỏi nhất để đào tạo thành cán bộ cho trường mình, trong khi hầu hết các trường đại học trên thế giới đều không tuyển sinh viên do mình đào tạo. Thưa quý vị, ông Ngô Bảo Châu khẳng định rằng thế giới khuyến khích việc luân chuyển cán bộ từ trường nọ sang trường kia một cách dễ dàng, trong khi cán bộ khoa học trẻ thì muốn tuyên truyền công tác thì thường dựa vào mối quan hệ cá nhân. Vì vậy mà các ngành khoa học của Việt Nam ngày càng tồi tệ, học trò không có điều kiện để giỏi hơn thầy và học trò của học trò thì còn tệ hơn. Ông Ngô Bảo Châu, 42 tuổi, sinh ra tại Hà Nội, là nhà toán học Việt Nam và là người Việt Nam đầu tiên giành được huy chương
Fields được nhà nước Cộng sản Việt Nam phong hàm giáo sư, nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam từ năm 2010. Ông là cựu sinh viên của trường Đại học Paris, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1997 và là nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp. Năm 2010 thì ông là giáo sư toán của Viện Đại học Chicago, Hoa Kỳ, được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tặng huân chương bắt đầu bội tinh vào giữa năm 2011. Việt Nam cấm bơm tạp chất vào tôm. Theo báo Tuổi Trẻ, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Hoàng Trung Hải vừa ban hành một chỉ thị cấm việc đưa tạp chất vào những con tôm để làm tăng trọng lượng, một hình thức làm ăn gian dối của nhà sản xuất và kinh doanh con tôm tại Việt Nam. Văn bản này được ban hành ngày 31 tháng 7, còn nói rằng các tổ chức cưỡng chế và thi hành luật pháp tại Việt Nam sẽ đưa tội danh này vào Bộ Luật Hình sự Việt Nam xem như là một tội hình sự. Cũng theo giới truyền thông Việt Nam, trước đó ngày 24 tháng 7, thì đội quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long và Công an huyện Vĩnh Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã bắt quả tang một số cơ sở bơm rau câu vào tôm. Cơ sở này thuê 30 công nhân chích rau câu vào con tôm, trả 1.000 đồng tương đương 5 sen mỗi ký lô tôm, và họ đang bơm được hơn 50 ký lô tôm trong tổng số 250 ký lô tôm thì đã bị phát hiện. Tin chi tiết từ Việt Nam cho hay, Việt Nam tham gia tập trận Fortune Guard 2014 tại Hawaii. Thưa quý vị, trong buổi họp báo thường kỳ vào chiều 31 tháng 7, thì ông Lê Hải Bình cho biết Việt Nam sẽ tham gia vào cuộc diễn tập mang tên Fortune Guard tại Honolulu, Hawaii từ ngày 4 cho tới ngày 7 tháng 8 với tư cách là quan sát viên. Cuộc diễn tập này do Hoa Kỳ làm nước chủ nhà, nằm trong khuôn khổ PSI là sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Fortune Guard 2014 sẽ bao gồm các hoạt động về hội thảo, tác nghiệp tại cảng và thực hành giám sát, diễn tập trên biển, ngăn chặn và kiểm tra tàu thuyền về chuyên chở vũ khí là hủy diệt hàng loạt. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chuẩn đô đốc Samuel Locklear cho hay rằng đã có 18 nước, trong đó có Việt Nam, nhận lời tham gia cuộc diễn tập nói trên. Hoa Kỳ đã mời 35 nước tham gia, trong đó có Trung Quốc và có 18 nước xác nhận là sẽ tham dự, gồm có Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Malaysia, Việt Nam, Canada, Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên do Hoa Kỳ tổ chức tại Thái Bình Dương về chủ đề chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và các năm sắp tới thì diễn tập sẽ do 5 nước tổ chức, đó là New Zealand, Úc, Singapore, Nhật và Đại Hàn. Các cuộc diễn tập như Fortune Guard 2014 này cung cấp một diễn đàn cho các nước để chứng minh ý định hành động và tăng cường khả năng cùng năng lực của mình, chia sẻ các chiến thuật tốt nhất chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và sau đây là phóng sự từ Việt Nam, ngư dân ở miền Trung lại tố cáo dùng người làm lá chắn trên biển. Thưa quý vị, như là nhiều bản tin mà thông tín viên của SBTN đã chuyển đi trong thời gian giàn khoan HD981 đóng ở vùng biển của Việt Nam, chính sách mà Hà Nội đưa ngư dân ra biển để làm lá chắn trong cuộc tranh chấp giữa cửa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng nhiều hơn. Trong những lần ra khơi trước đây giữa lúc nguy hiểm cận kề, Cộng sản Việt Nam vẫn hứa với ngư dân là cứ đi biển đánh bắt sẽ có thưởng vì tiền lao động giỏi, cũng như là không lo lắng vì đã có tàu cảnh sát biển Việt Nam kèm cặp bảo vệ. Thế nhưng nhiều người tố cáo là khi ra đến biển thì các tàu của nhà nước Cộng sản Việt Nam dần dần im lặng rút về phía sau, đưa ngư dân thành lá chắn trong cuộc tranh chấp căng thẳng này. Ngay cả người dân ở trong nước, không phải ai cũng biết về hiện trạng này, vì lúc nào các nguồn thông tin nhà nước vẫn tuyên truyền rằng ngư dân miền Trung tự mình ra khơi và bám biển để bảo vệ Tổ quốc. Mới đây thì thưa quý vị, nhiều khán giả của đài SPTN hiện có gia đình còn sinh sống bằng nghề đi biển ở miền Trung của Việt Nam cũng đã gửi thư đến cho đài SPTN nhờ theo dõi về tình hình hiện nay của ngư dân sau một thời gian dài im ắng một cách bất thường. Để trả lời thông tin này xin được tóm tắt như sau. Mặc dù tình hình tranh chấp trên biển của Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng hiện nay có vẻ đang lắng xuống, tuy nhiên thì việc bạo hành của Trung Cộng đối với ngư dân Việt Nam vẫn tiếp diễn và ngư dân ai nấy đều hết sức lo sợ. Trong khi đó thì nhà nước Việt Nam thì nhắc người dân đi biển phải treo cờ đỏ sao vàng thật cao để chứng tỏ chủ quyền, còn tàu của Trung Cộng thì luôn luôn tìm cách tấn công và bẻ cờ, đánh người cướp của khi thấy dấu hiệu tàu Việt Nam. Ngư dân nhiều người sợ hãi không dám ra khơi. Chính quyền Cộng sản Việt Nam lại cho người vận động và nói rằng nếu đi ra gần Hoàng Sa đánh bắt sẽ được trả tiền xăng dầu cho toàn bộ chuyến đi. Nhiều người vì túng cùng đã phải chọn chuyện liều chạy ra gần Hoàng Sa, đánh dấu xác định địa điểm trên máy định vị GPS làm chứng.
rồi chạy về để xin lãnh tiền sống qua ngày. Ngư dân kiệt quệ phá sản vì không còn đường sinh sống. Nhà nước Cộng sản Việt Nam lại đưa ra thêm những chính sách mới, hối thúc rằng nếu tàu nào bị Trung Cộng cướp phá làm chìm sẽ được cho tàu mới. Nhiều người vì khó khăn quá đành chọn ra biển, chịu bị bắn, bị đánh rồi về để nhận tiền mà không biết tương lai sẽ sống chết ra sao. Điều đáng sợ nhất là theo tìm hiểu của thông tín viên SPTN tại miền Bắc, ngay trong thời gian tập trận bắn đạn thật của Trung Cộng trên vịnh Bắc Bộ, nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng không hề nhắc nhở ngư dân tránh đi vào vùng nguy hiểm mà vẫn khuyến khích việc đánh bắt như thường lệ. Hà Nội vẫn tiếp tục coi mạng sống ngư dân như là một lá chắn sống để tranh chấp lãnh hải với Hải quân Trung Cộng. Và sau đây là phóng sự từ Seattle, nhóm thông tín viên Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn thực hiện phóng sự lễ nhậm chức của mục sư Nguyễn Hòa để cai quản nhà thờ tại khu vực gần phi trường SeaTac ngay tại thành phố Seattle. Mời quý vị theo dõi sau đây. Vào chiều Chủ nhật 27 tháng 7 vừa qua là lễ nhậm chức của mục sư Nguyễn Hòa để cai quản nhà thờ. Tin lành đã cử hành trong nghi thức trang nghiêm và đạo hạnh. Đây là một nhà thờ nhỏ gần phi trường SeaTac, cách khu vực Lý Lợi Sài Gòn 10 mai về hướng Nam, bao gồm một khuôn viên rộng và dãy nhà sinh hoạt bên cạnh, trong không khí yên tĩnh, xanh tươi cây cỏ, tỏa nét thiêng liêng với niềm tin vào tín ngưỡng trong giá trị cuộc sống do chính các tín hữu gốc Việt chọn lựa. Có nói rằng ông cứ giảng dạy lời Chúa một cách trung thành và chăn dắt về thiên mà Chúa giao cho những ngày tới này. Em sẽ được hứa làm bất cứ những gì thì dạy em. Nhân dịp này có mục sư Phạm Ngọc Hùng phụ trách trường Kinh Thánh cho giáo sĩ người Việt Nam hải ngoại và mục sư Nguyễn Minh Nhật từ giáo hội Portland, Oregon đã đến chứng minh và cấp bằng chứng nhận và nhận lời tuyên thệ của mục sư tân quản nhiệm nhà thờ. Dịp này mục sư thuộc trường Kinh Thánh cho người Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của truyền hình SBTN TV. Dạ vâng, tôi là mục sư Phạm Ngọc Hùng. Chúng tôi đến đây để tham dự buổi lễ ra mắt một hội thánh mới ở tại vùng này do mục sư Andrew Nguyễn là một sinh viên của trường Kinh Thánh của chúng tôi. Ông đang mở một vụ ở tại thành phố này. Chúng tôi rất vui vì có quý đài đến đây sáng hôm nay và xin hãy nhớ đến chúng tôi và cầu nguyện cho mục sư Andrew Nguyễn cũng như hội thánh của Chúa tại đây. Một số tín hữu đã trả lời phỏng vấn của phóng viên cũng như đã nói về những phép lạ và ơn Chúa mà họ nhận lãnh được trong thời gian qua, khiến họ luôn cần thiết đến với nhà thờ Chúa. Riêng tiểu bang Washington hiện có 12 nhà thờ dành đặc biệt phục vụ tín hữu người Việt với các sinh hoạt đều đặn bên cạnh các tôn giáo khác như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân. Xin kính chào tất cả quý vị. Tammy rất vui để được cộng tác và trong công việc phục vụ Chúa và hầu việc Chúa trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Rất vui là giờ đây chúng ta có thêm một chi nhánh nữa để trong cộng đồng có thể đến nhóm họp bằng tiếng Việt cho con em của chúng ta trong những cái vấn đề phát triển về đức tin cũng như là ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Cầu Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị và cầu mong rằng quý vị tìm đến hội thánh của chúng tôi ở khắp mọi nơi trong cộng đồng người Việt của mình. Ở Southwest cũng có, Seattle cũng có, Ken và Renton cũng có, và đặc biệt một chi nhánh mới đang ở SeaTac đây. Tạ ơn Chúa đã ban cho tất cả mọi người trong cộng đồng đều giữ vững đức tin của mình và cùng mời một bạn bè đến để tham dự mỗi tuần. Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn, báo Người Việt Tây Bắc và truyền hình SBTN TV tường trình từ thành phố phụ cận Riverton, Washington. Xin cảm ơn hai thông tín viên Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn. Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Lido Sài Gòn, quận Cam. Phóng viên Lê Quang Trung thực hiện phóng sự buổi tiệc gây quỹ của dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn do Hội Từ Ái tổ chức tại thành phố Westminster, California. Kính chào quý khán thính giả. Trong chuyến đi nghỉ hè tại Nam California vừa qua, chúng tôi được ban tổ chức mời đến tham dự tiệc gây quỹ dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 7 năm 2014, do Hội Từ Ái tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace thuộc thành phố Westminster, tiệc gây quỹ dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn với mục đích chính là toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ sử dụng cho hai hoạt động chính của nhà dòng: đào tạo ơn gọi và công việc bác ái. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của quý linh mục, quý sơ và hơn 500 quý ân nhân đến tham dự.
đặc biệt có Sir Angels Nguyễn Thị Phụng, Tổng Cố vấn Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn từ Bến Tre, Việt Nam sang California. Chương trình khai mạc do hai MC Minh Phượng, Mạnh Cường thật khả ái giới thiệu quan khách và chương trình tiệc gây quỹ. Sir Angels Nguyễn Thị Phụng cho biết: Hội Từ Ái chúng con mới vừa thành lập nhờ sự hỗ trợ của các anh chị em thiện nguyện ở tại California này. Lý do là chúng con muốn kêu gọi và xin quý nhân nhân cổ vũ cho có nhiều người tham gia cái hội này. Hai lĩnh vực là đào tạo các nữ tu cho hội dòng mến thánh giá Cái Mơn. Bởi vì lý do chúng con có rất là nhiều ơn gọi ở vùng sâu vùng xa, các em thích nữ nghèo muốn cho mình cơ chú nghèo, các em không có đủ điều kiện đi học, cho nên chúng con nuôi rất là nhiều các em này. Vì vậy mà chúng con muốn tha thiết kêu gọi là chúng con hỗ trợ chúng con trong việc đào tạo kế tiếp. Ông Đậu Quang Luận cho biết: Lại dấn thân vào trong cái công tác của hội Từ Ái để giúp đỡ dòng mến thánh giá Cái Mơn là bởi vì là do ông cố của tôi hồi xưa bị Pháp lưu đày 9 năm, đày ra côn đảo 9 năm là bởi vì ông cố yểm trợ phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu. Mãn hạn tù thì họ không cho về ngoại quê gia nhập giáo phận Sài Gòn. Và giáo phận Sài Gòn gửi các ngài ở Cái Mơn thì ngài làm việc ở đó trên 30 năm và thời gian làm lo cho giáo xứ Cái Mơn thì đồng thời cũng lo là tuyên úy giám đốc và là linh hướng cho các sơ, thành ra từ đó có sợi dây liên kết. Trong chương trình tiệc gây quỹ có sự góp tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân, nam danh ca Chí Tâm và các ca sĩ tại địa phương, tạo bầu không khí vui nhộn cũng như kêu gọi các ân nhân giúp một bàn tay để nâng đỡ những con người gặp nhiều bất hạnh tại quê nhà và chương trình đào tạo ân gọi của dòng mến thánh giá Cái Mơn. Tiệc gây quỹ kết thúc vào lúc 10 giờ tối cùng ngày. Chúng tôi, nhóm thông tin viên SBTN Chính trị Xã hội Oregon, tường trình từ thành phố Westminster. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Xin trân trọng kính chào quý vị. Năm 1979, thảm trạng của làn sóng người Việt tị nạn đã đánh đổi mạng sống của người Việt biển tìm tự do, từ khước sống dưới chế độ Cộng sản, đã làm rúng động lương tâm nhân loại. Người dân Tây Đức đã không thụ động quan sát thảm trạng này trên màn ảnh truyền hình, mà đã đáp lời kêu gọi của tiến sĩ Robert Newduck góp tay nhau tiên phong chủ động để thực hiện chiến dịch nhân đạo cộng đồng tuyệt vời vớt người tị nạn trên Biển Đông. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1979, con tàu nhân đạo Cap Anamur đầu tiên xuất phát từ Hamburg đã ra khơi trực chỉ Biển Đông và cho đến năm 1986, các con tàu Cap Anamur đã cứu vớt được 11.300 thuyền nhân tị nạn Việt Nam mà đại đa số hiện nay đang sống ổn định và thành công trên nước Đức. Nhằm mục đích biểu lộ lòng biết ơn sâu xa đến tiến sĩ Robert Newduck và chính quyền cũng như nhân dân Đức đã cứu sống đùm bọc người Việt tị nạn, có được một cuộc sống thành công hiện nay trong bầu không khí tự do, dân chủ và nhân quyền. Một buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày con tàu Cap Anamur ra khơi cứu người vượt biển sẽ được tổ chức vào đúng ngày 9 tháng 8 tại cảng Hamburg, Đức Quốc, ngay trước tượng đài tị nạn. Xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi cuộc mạng đàm với chúng tôi, Nguyễn Thành Công và anh Võ Thành Nhân, với những ghi nhận về một ngày lịch sử của người Việt tị nạn Cộng sản này. Xin chào anh Võ Thành Nhân. Xin được chào anh Nguyễn Thành Công và xin được kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước hết, thưa anh, cái sự kiện mà người dân Tây Đức đã biến cái sự thương cảm bằng hành động tích cực và cụ thể trong chiến dịch cứu người vượt biển qua bốn con tàu Cap Anamur trong suốt 7 năm đã nói lên được điều gì, thưa anh? Thứ nhất thì chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn chỉ có người Tây Đức không, thời bấy giờ thì cũng không có đúng lắm. Tại vì tất cả những người trên thế giới đều nhìn về những người tị nạn. Nhưng mà người Tây Đức thì có một cái chiếc tàu rất là cụ thể để mà đặt tên con tàu đó là Cap Anamur để mà đi vớt người ở trên Biển Đông. Thì chúng ta cũng ghi nhận rằng ngoài người Đức thì chúng ta cũng lúc bấy giờ có người Pháp
Medicine Sans Frontières cũng đóng vai trò rất là then chốt, và cũng có cả những người bác sĩ trong nhóm Medicine Sans Frontières cũng có mặt ở trên con tàu Cap Anamur đó. Và ngoài ra thì chúng ta cũng ghi nhận rằng là bên cạnh đó thì cũng có ngay cả những người tị nạn đến Mỹ từ năm 1975 cũng có mặt ở trên những cái con tàu như vậy. Do đó nên khi chúng ta nói rằng là chúng ta nhìn gì, nghĩ gì thì chúng ta thấy rằng người Tây Đức đã cụ thể hóa những cái hành động tình thương của họ qua việc họ gom tiền rất là lẻ trong một cái thời gian rất là ngắn để mà họ có được một cái tiền để mà đưa một cái con tàu ra biển. Và chúng ta thấy được rằng là cái tính nhân đạo và cái tính của cái người Tây Đức nó phù hợp với lại người Việt Nam, là lúc bấy giờ Đông Đức và Tây Đức vẫn còn có hàng rào Bá Linh. Do đó nên người Tây Đức hiểu rất rõ là cái người dân Tây Đức phải giúp cái người dân Việt Nam khi mà họ không chấp nhận cộng sản, giống như những người, rất nhiều người Tây Đức đã đón nhận những người Đông Đức qua, mà có khi bị thương, có khi bị bắn, có khi bị chết khi mà vượt qua bức tường Berlin. Đó là một cái hiện tượng mà chúng ta cho thấy rằng á, trên thế giới bên cạnh những người khác giúp người thường dân Việt Nam thì người Tây Đức hiểu rất rõ cảnh sống của người dân Việt Nam sống trong chế độ cộng sản, do đó đã giúp chúng ta rất là chân tình. Và con tàu Cap Anamur đã đem tình thương đến để mà cứu vớt những người ở trên biển Đông. Thưa anh, tôi cũng đồng ý với anh, nhưng mà cũng thiết nghĩ là lúc đó Tây Đức đang ở trong cái giai đoạn vẫn còn chia đôi Đông Đức và Tây Đức, và trong cái hoàn cảnh Âu Châu và cũng như thế giới lúc đó đang trong cái hoàn cảnh rất là kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà họ không có nề hà, và cái lòng nhân đạo của họ phải nói là ngoài cái yếu tố thông hiểu cái tình trạng của người dân sống dưới một chế độ cộng sản, thì nó đã vượt qua cái biên giới quốc gia để mà đi tới một cái lòng nhân đạo rộng rãi bao lao hơn, và cái lòng nhân đạo của thế giới tự do, phải không thưa anh? Khi mà chúng ta nói thế giới tự do, có nghĩa là chúng ta nói, kính thưa quý vị, chúng ta nói cùng chuyến tuyến. Có nghĩa là những người Đông Đức hiểu rất rõ là chúng ta cùng một cái trạng thái, cùng một cảnh sống, và hiểu được cái nỗi khổ của những người dân sống ở dưới chế độ cộng sản. Do đó nên bên cạnh những khó khăn về kinh tế vào thời bây giờ, bên cạnh những cái khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải trong những cái nhiều vấn đề khác trên cái bình diện quốc tế, nhưng chiếc tàu Cap Anamur ra đi cho thấy rằng á, là người dân Đông Đức và người dân Tây Đức là một cái bài học mà người dân miền Nam Việt Nam chúng ta đã không học được. Chẳng may chúng ta để miền Nam với chúng ta lọt vào tay cộng sản, do đó nên vấn đề giúp người miền Nam để mà có được cái nơi mà định cư tự do thì quả thật là một cái sứ mệnh đặc biệt của người dân Tây Đức. Thưa anh, trong một cái bài viết là tại sao chúng ta muốn gặp nhau ở Hamburg, thì tiến sĩ Robert Nudek đã bày tỏ như sau. Những người Việt Nam của tôi, mà ông thường thân yêu gọi như vậy, về sau đã ban thưởng cho chúng tôi Đức Quốc một món quà bất ngờ. Họ hoàn toàn có giá trị cho xã hội Đức. Họ gần như là những người được cưng yêu của dân tộc Đức. Thì thưa anh, đây có phải là một cái quả tốt mà người Đức đã gặt hái được từ cái nhân lành mà họ gieo ra hay không? Anh nghĩ sao về cái lời phát biểu này? Cái lời phát biểu của một cái người mà đã chủ trương đưa con tàu Cap Anamur ra để mà vớt những người tị nạn, và sau một thời gian chúng ta nhìn thấy là từ năm 1979 cho tới nay thì khoảng 35 năm, thì những cái thành quả đó đã rất là cụ thể. Có thể nói rằng là cái tâm sự của một cái người mà chủ trương một làm một cái chiến dịch nhân đạo như vậy đó, thì nó cũng không khác gì những cái người lập pháp Hoa Kỳ đã có những cái chiến dịch về nhân đạo giống như HO, đã giúp rất là nhiều người Việt Nam từ ở Việt Nam qua tới Mỹ để định cư và sinh sống, và hiện nay cũng rất là thành công. Do đó nên chúng ta thấy rằng có một cái sự đồng cảnh và đồng cảm, và có sự đồng, tức là thấy được cái sự lợi ích của những người Việt tị nạn, chứ không chỉ có riêng những cái lợi tức riêng cho họ, mà còn là một cái cảm cái ảnh hưởng đến văn hóa, văn minh và những cái sự ổn định trong những đất nước mà chúng ta đang sinh sống, và đặc biệt những người tị nạn sống cùng khắp trên thế giới. Thì chúng ta thấy rằng ông tiến sĩ này đã có một cái nhìn rất là rõ ràng, là ông nhận chân một cái giá trị tuyệt đối như vậy. Do đó nên sắp tới đây ngày 9 tháng 8 quả thật là một cái ngày mà chúng ta nghĩ rằng rất là tốt để cho tất cả những người Việt Nam mà được chiếc tàu Cap Anamur đó vớt, hay là những hãng truyền thông Việt Nam mình đến đó để mà tham dự những cái ngày như vậy, để mà cho thấy được cái lòng thương yêu của thế giới đối với người dân tị nạn của chúng ta. Thưa anh, nhìn về phía mà người Việt tị nạn, thì cái quả mà ngày hôm nay có được, nó cũng phát khởi từ những cái yếu tố rất là căn bản của người Việt, đó là cái tinh thần trọng nghĩa, và ngoài ra là cái ý chí tự cường của người Việt, và hơn thế nữa là những người Việt tị nạn đã hiểu rõ cái giá trị của hai chữ tự do,
Đó là những cái yếu tố mà về phía người Việt tị nạn, họ đã tạo được những cái thành đạt và cũng đóng góp cho cái xứ sở đất cua mạng họ, phải không thưa? Chúng ta nhìn thấy rằng là nếu mà chúng ta nói trọng nghĩa thì trọng nghĩa là một phần của cái characteristic, một phần của cái bản chất của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng văn hóa của người Việt đã nuôi dưỡng những người con dân Việt Nam. Khi mà chúng ta rời khỏi cái quốc gia của chúng ta ra đi đó, thì chúng ta mang theo cả một cái văn hóa và mang theo cả những cái tình cảm đặc biệt của người dân Việt Nam hiền lành, hiếu học. Do đó nên chúng ta dễ thành công, chúng ta tiết kiệm, chúng ta chi dụng, chuyện nào cũng đúng, và chúng ta nuôi dưỡng con cái chúng ta theo một cái phương hướng rất là rõ ràng. Do đó nên cho dù định cư ở bất cứ quốc gia nào, may mắn thì Đức có được một số người mà họ vớt được là 10.375 người, và họ giúp được những cái người đó mà hiện nay nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Do đó nên chúng ta thấy được cái thành quả đó rất là đặc biệt. Bên cạnh một chiếc tàu cáp Anamua vớt một cái lượng người như vậy, và bên cạnh những cái sự thành công của những người mà hãnh diện là người được vớt bởi chiếc tàu cáp Anamua, qua những cái thành quả mà họ dạy dỗ con cái, hoặc là đóng góp vô trực tiếp vô chính quyền, trực tiếp vô những cái kỹ nghệ, hoặc là trực tiếp vô công nghệ, hay là những cái hệ thống giáo dục của người Đức, thì chúng ta thấy đó là cái niềm hãnh diện của người Đức, nhưng mà cũng là cái niềm hãnh diện của văn hóa của người Việt chúng ta. Khi đi tị nạn, chúng ta mang theo được một cái văn hóa rất là tốt đẹp. Qua cái sự kiện mà người Việt tị nạn đó được nghe là vòng tay nhân đạo của thế giới cứu vớt, thì anh đã từng tham dự những cái cuộc cứu trợ trong những cái trận thiên tai tàn khốc xảy ra những nơi khác trên thế giới. Thì anh nghĩ là cái sự mà đáp ứng của người Việt tị nạn qua những cái trận thiên tai đó như thế nào, và cái đó có phải là kết quả từ những cái đón nhận cái lòng nhân đạo của dạ không dạ không cũng xin thưa rằng bản chất của chúng ta không cần có những sự đón nhận như vậy, cũng có một cái tinh thần hiệp sĩ để mà giúp đỡ những người chung quanh chúng ta, đặc biệt là những người sống ngoài quốc gia chúng ta hay là sống trong quốc gia chúng ta. Đó là người ta có thể nói rằng vì lý do là chúng ta được nhiều người cứu vớt rồi chúng ta cứu vớt người khác. Dạ thưa không phải vậy. Bản chất của người Việt Nam chúng ta có tính hiệp sĩ sẵn trong đó rồi. Do đó nên những cái trận thiên tai trên thế giới mà hiện nay chúng ta có điều kiện để mà chúng ta giúp đó, là vì bản chất của chúng ta. Do đó nên chúng ta vẫn cảm ơn những người đã giúp chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta giúp người khác đó, là không phải chúng ta đã được giúp rồi mới giúp người khác. Tại vì người Việt Nam chúng ta tự trong bản chất đã có cái tính hiệp sĩ đó rồi. Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình tới đây của chúng tôi đến đây xin tạm mãn. Và SBTNDC và VATV sẽ tham dự cái ngày lễ kỷ niệm 35 năm con tàu cáp Namur ra khơi cứu vớt người Biển Đông. Và chúng tôi sẽ xin gửi đến quý vị những hình ảnh cũng như những tường thuật đến quý vị trong những ngày sắp tới. Tại phòng thu hình của SBTNDC, Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị và xin chào anh Võ Thành Nhân. Cũng xin được kính chào anh Nguyễn Thành Công, và kính thưa quý vị, chúng tôi có chị Minh Thúy, anh Võ Thiện Toàn, anh Nguyễn Thành Công và bản thân chúng tôi sẽ có mặt vào ngày 9 tháng 8 tại Hamburg để mà đi thu hình hoặc là làm những cái phóng sự, và đặc biệt sẽ có những phỏng vấn rất là độc đáo với những người thuyền nhân của chiếc tàu cáp Anamur của 35 năm về trước. Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị chương trình phóng sự. Xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh của buổi ra mắt sách và buổi chiều thơ nhạc với ba tác phẩm của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, nhà văn Thu Nga và Việt Phương. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, 18 tháng 7, 2014. Thanh Trúc đang có mặt tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Chiều hôm nay tại Asia Times Square có một sự kiện đặc biệt, đó là buổi chiều thơ nhạc yêu nước. Thưa quý vị, trong mục đích bảo tồn cũng như phát huy cái truyền thống văn hóa Việt Nam, và nhất là trong cái mục đích liên kết văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên, Việt Nam tự do, một buổi chiều thơ nhạc yêu nước được tổ chức. Và qua đó có phần giới thiệu sách của ba tác giả, nhà văn Thu Nga, nghệ sĩ Huỳnh Công Ánh và nhạc sĩ Việt Phương. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây. Sau đây là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa.
Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, cùng lòng cùng đi hy sinh tiếp gì thân sông. Vì tương lai quốc dân cùng sông ta có tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Sau đây là phút mặc niệm để tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi và giữ nước. Tưởng niệm và tri ân các vị anh hùng liệt nữ đã vì quốc phong thân, bảo vệ miền Nam chống lại sự xâm lăng của Cộng sản từ phương Bắc. Phúc tưởng niệm tất cả các quân dân cùng đồng bào đã bỏ mình trong các trại tù Cộng sản và bỏ mình trên các chuyến vượt biển vượt biên tìm cho niệm để tưởng niệm các nhà thơ đã bị Cộng sản sát hại. Phúc mặc niệm bắt đầu. Văn Hương và Thu Hương xin thay mặt cho ban tổ chức đón chào toàn thể quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, cái buổi ra mắt chiều thơ nhạc yêu nước với sự tham dự thân hữu quý vị đã yêu mến ba nhà văn Thu Nga, Huỳnh Công Ánh và Việt Phương, và chúng tôi cũng cảm ơn cái sự ủng hộ của tất cả quý vị đã ủng hộ cho ba tác giả, và đồng thời nhất là quý Văn Hữu, quý thân hữu đến từ xa, các ca sĩ, các nhạc sĩ và tất cả quý vị yêu mến ba nhà văn Thu Nga, Huỳnh Công Ánh và Phương. Với cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta lấy cái ý thơ cũng như là cái ý kết trong cái tinh thần đấu tranh, có những cái sự liên kết giữa văn nghệ sĩ từ xa, và ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị sẽ thưởng thức những giọng ngâm, những cái ý thơ hoặc là những cái bài ý nhạc nói lên cái tinh thần đấu tranh. Và đặc biệt là thưa quý vị, tất cả những cái cuốn sách ra mắt trong ngày hôm nay của ba nhà văn thì tất cả những số tiền đó ban tổ chức sẽ dùng vào cái việc giúp đỡ những người đấu tranh ở trong nước. Hiện nay họ rất là bơ vơ, và ngoài cái việc mà cái dây mà cổ mà có hình lá cờ ở đây thì quý vị cũng có thể ở bên ngoài quý vị cũng có thể ủng hộ, đó là cái cách ủng hộ các nhà đấu tranh ở trong nước. Mở đầu cái chương trình ngày hôm nay thì trước khi mà chúng tôi gửi đến quý vị cái phần giới thiệu và ba cuốn sách, ba tác phẩm của ba nhà văn nổi tiếng, thì chúng tôi xin mời quý anh chị trong ban hợp ca sẽ cùng đồng ca bài, đó là một trong những cái bài rất là nổi tiếng và đã ăn sâu trong tâm cảm của tất cả mọi người vào những cái dịp mà chúng ta thấy có những cái vấn đề xâm lăng, tức là nước ngoài họ xâm lăng đến nước ta, đó là bài Tiếng Gọi Diên Hồng. Thưa quý vị, đây cũng là một tên thì nó tương tự, tuy nhiên thì đây là một trong những cái đây là được phổ nhạc qua một cái bài thơ của chị Thu Nga, tức là nhà văn đã ra cái giới thiệu của cuốn sách ngày hôm nay, và chị cũng là giám đốc của đài Sài Gòn 1600 cũng như là SBTN tại Texas. Vâng, thưa quý vị, và người phổ nhạc cái bài thơ Tiếng Gọi Diên Hồng đó là nhạc sĩ Hoàng Lan. Và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng lên sân khấu để cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Gọi Sông Hồng, thơ Thu Nga, nhạc Hoàng Lan, với ban hợp ca thân hữu đồng trình diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nở non sông ta không thể làm thinh. Cùng đứng lên, cùng đứng lên tiêu diệt lũ tham tàn. Để cha ông, để cha ông ngậm cười nơi chín suối. Dòng 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 tiền vận hành diện với non sông. Hãy cùng nhau quyết chí chung một lòng, giữ gìn non sông dù máu xương phải đổ. Bây giờ chúng tôi xin mời nhà thơ Yên Sơn đến từ Houston. Xin kính mời anh và cũng muốn nghe lời phát biểu của anh trong cái ngày ra mắt sách ngày hôm nay. Thì tất cả quý vị ở đây ai cũng biết, không ai xa lạ gì với Thu Nga. Với chúng tôi, Thu Nga là một người superwoman, chỉ có thể làm tất cả nhiều thứ chuyện mà chúng tôi người bình thường không thể làm được. Chỉ có thể làm giám đốc đài 1600 radio, làm SBTN, còn cho ra đời liên tục những đứa con tinh thần của chị. Và đây tôi không biết là cuốn này cuốn thứ mấy nữa, tôi đến không xuể Thu Nga, chúng tôi không xuể được cuốn sách mà chúng tôi đang cầm tay trong tay hôm nay. Đó là bài cuốn Mấy Trăng Cùng Khuyết. Hôm nay có một nhân vật, một phóng viên rất nổi tiếng đến từ Washington DC, và chị đã có rất là nhiều phóng sự cũng như là tường thuật rất là hay từ các nước Đông Nam Á và các nước châu Á, cũng như là có những bài tường thuật rất là đặc sắc dành cho đài SBTN Washington. Và khi Thu Hương giới thiệu đến đây thì chắc là quý vị cũng đoán đó là ai rồi. Thu Hương xin trân trọng giới thiệu với quý vị phóng viên Thanh Trúc của đài Á Châu Tự Do đến với chúng ta ngày hôm nay, và cô Thanh Trúc sẽ giới thiệu về tác phẩm Mấy Trăng Cũng Khuyết của nhà văn Thu Nga. Thanh Trúc trân trọng kính chào tất cả quý vị của Dallas. Phải thưa với quý vị như thế này, trước nhất Thanh Trúc không phải là một nhà văn, lại càng không phải là một người có khả năng để điểm sách. Thanh Trúc chỉ biết đọc mà thôi. Cho nên khi mà Thanh Trúc cầm một cuốn sách thì Thanh Trúc sẽ nói như vậy nè, chị nên lướt qua thôi, tại vì mình còn ngủ để ngày mai mình đi làm. Nhưng không bao giờ Thanh Trúc làm được cái điều đó, mà cầm một cuốn sách là phải đọc đến cuối. Phương Chi là đọc một cuốn sách mà của một người mà mình có thể nói là cảm phục và yêu mến chị. Thanh Trúc yêu mến chị trông như là một người chị, và một người ở trong ngành truyền thông chị đã hoạt động như thế nào. Khi mà Thanh Trúc cầm một cuốn sách Mấy Trăng Cũng Khuyết của chị Thu Nga gửi cho Thanh Trúc biết, chị lấy từ cái câu thơ của Nguyễn Du, Mấy Trăng Cũng Khuyết, Mấy Hoa Cũng Tàn. Thưa quý vị, 20 chương của Mấy Trăng Cũng Khuyết cộng với một chương kết nữa là 21 chương. 21 chương đó nếu mà nói theo ngôn từ của phim ảnh là 21 cái sketch, 21 sketches in a long movie, một trong một cái đoạn, một tập phim dài. Ở đó những cuộc đời lưu lạc, những cuộc đời tha phương trong một gia đình tụ lại với nhau trên một đất nước, đó là Hoa Kỳ. Và bây giờ thì thưa quý vị, một khuôn mặt trẻ, và anh đã cộng tác với lại rất là nhiều tờ báo, những cái bài rất là sống động, rất là kiến thức và rất là bổ ích cho tất cả mọi người. Đôi khi anh cũng đá banh nữa, anh cũng viết những bài đá banh. Và ngày hôm nay thì vừa rồi thì quý vị đã nghe tất cả những cái gì của nhà văn Thu Nga, thì bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến nhà văn Việt Phương, cũng là một nhạc sĩ và là một trong những cái người mà rất là thân quen với lại quý vị ở Dallas Fort Worth này. Thì xin mời anh Đinh Yên Thảo. Anh sẽ giới thiệu về tác phẩm Thung Lũng Bướm và cái cuốn CD Biển Sầu của nhà văn và nhạc sĩ Việt Phương. Mỗi một lần mà ra mắt sách thì trong một cái không khí mà ấm cúng, mà có những người độc giả quý mến những tác giả như thế này, thì tôi thấy rằng đó là một cái niềm vui cho những người cộng bước như nhà văn Thu Nga, nhà văn Việt Phương và anh Quỳnh Công Ánh. Đây không những là những tác phẩm văn chương có giá trị, mà
khi tất cả những số tiền thu được trong chương trình ra mắt sách ngày hôm nay sẽ ủng hộ của giới trẻ tại Hải Ngoại, tại quốc nội đang tranh đấu cho vấn đề nhân quyền và vấn đề dân chủ cho Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là một cái ý nghĩa cao cả mà một cái chương trình ra mắt sách cùng tất cả sự đóng góp của các anh chị ngày hôm nay sẽ đem đến. Và bây giờ xin kính mời quý vị hãy cùng thưởng thức giọng ca của nhà văn cũng như là nhạc sĩ cũng là ca sĩ Việt Phương. Xin mời anh Việt Phương với một tác phẩm của anh, và xin quý vị cho một tràng pháo tay đối với nhà văn, nhạc sĩ và ca sĩ Việt Phương. Cảm ơn Thu Hương và cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Việt Phương thật là may mắn có được quý vị từ xa đến. Phương xin hát một nhạc phẩm mới nhất của Việt Phương để gửi đến quý vị. Thưa, đó là bài Cha Bỏ Con Đi. Cha bỏ con đi khi tuổi đời con đang cần dịu dắt. Trong đớn đau này, trong xót thương này, không bàn tay níu. Thưa quý quan khách, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh là một nhạc sĩ nổi tiếng mà quý vị chắc ai cũng đã biết, và ông đã sáng tác và viết rất là nhiều nhạc phẩm. Tuy nhiên có nhiều nhạc phẩm mà chúng ta chưa biết đến, nhưng mà có một người biết rất rõ về nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Người sẽ giới thiệu về nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Ông là một ký giả, một chủ nhiệm và một chủ bút của một tờ báo có tên tuổi tại địa phương, và đó là nhà báo Thái Hoa Lộc. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà báo Thái Hoa Lộc lên để có đôi lời giới thiệu về nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Và kính thưa quý vị, như anh Ngọc Minh vừa mới nói, là nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh là một người được nhiều người biết đến với tư cách là một người đã chung vai sát cánh cùng sinh hoạt trong tổ chức Cựu Tù Nhân Chính Trị. Chúng tôi xin được giới thiệu anh Huỳnh Công Ánh. Và thưa quý vị, bây giờ là một nhà báo, một ký giả rất là nổi tiếng tại địa phương của chúng ta, với nhiều bài viết và bài bình luận rất là sâu sắc. Đó là nhà báo Trương Sĩ Lương. Và nhà báo Trương Sĩ Lương cũng là cựu chủ tịch của Văn Book Việt Nam Hải Ngoại Chapter Nam Hoa Kỳ, và hiện thời là đoàn trưởng của phong trào Hưng Ca Việt Nam. Bây giờ xin kính mời nhà báo Trương Sĩ Lương có đôi lời giới thiệu về tác phẩm Ơn Nghĩa Trùng Trùng của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Kính thưa quý khán giả hôm nay, tôi một lần nữa xin được hầu chuyện cùng quý vị. Kính thưa quý vị, trên tay quý vị đang có tập thơ Ơn Nghĩa Trùng Trùng. Và mở ra cuốn sách, tập thơ này quý vị đã có cảm tình ngay. Thì trước tiên, tổ tiên, tổ quốc, cha mẹ là trên hết. Đó là con người Huỳnh Công Ánh. Bây giờ thì Ngọc Minh nghĩ là chắc quý vị cũng đã đang muốn nhìn rõ cái dung nhan của ba tác giả văn nghệ sĩ. Đó là nhà văn Thu Nga, Việt Phương và Huỳnh Công Ánh. Xin mời ba vị lên sân khấu để cho quý khán giả được nhìn rõ dung nhan của quý vị và có đôi lời. Và một lần nữa, Việt Phương xin được cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện ngày hôm nay. Cảm ơn ban nhạc, cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng nhau góp một tấm lòng về với quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta đang ở trong cơn khốn đốn dưới sự
Bình trưởng của Bắc Kinh. Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, và rất mong rằng mỗi quý vị đi về thì trên tay của quý vị sẽ có những CD của các ca nhạc sĩ trong liên kết, cũng như là tác phẩm của Việt Phương, anh Huỳnh Công Ánh và Thu Nga. Và chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị. Và thưa quý vị, tác phẩm mà Mấy Trăng Cũng Khuyết của Thu Nga được sáng tác từ cái cuốn kịch dài Đời Sống Vẫn Trôi. Và nếu mà các movie star, các nghệ sĩ tài tử ở trong phim có mặt hôm nay, xin đứng lên để cho mọi người cùng nhận diện. Đó là vở kịch Đời Sống Cũng Trôi, đó trước khi mà tác phẩm Mấy Trăng Cũng Khuyết được ra. Và cảm ơn cháu họa sĩ Thông Đỗ, là cháu út của Thu Nga, đã vẽ cái hình mà quý vị đã thấy đây. Thông Đỗ có mặt ở đây, xin đứng lên để cho mọi người nhận diện. Đó là cháu út của Thu Nga. Bao giờ dám quên. Kính gửi đến quý vị lời chào thân mến. Và hôm nay trong không khí này, trong không khí im phăng phắc, chúng tôi xin được bày tỏ niềm xúc động vô biên và lòng ngưỡng mộ vì những bước chân của quý vị, tâm hồn của quý vị và tấm lòng của quý vị đã đến đây như một biểu tượng, đến đây như một ước vọng là hướng về quê hương Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam và nòi giống Việt Nam. Bài hát kế tiếp sẽ do Kim Sơn đến từ San Jose trình bày, là nhạc phẩm Bữa Cơm Tù, được viết lên 2 tuần sau khi hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị bỏ tù. Bài hát này nói lên những cảnh đàn áp cam khổ trong tù của hai nhạc sĩ trẻ. Nhưng đó không phải là đặc điểm của bài hát này, mà nó nói lên một cái tinh thần bất khuất của những người yêu nước trẻ tại Việt Nam khi tất cả những đày đọa đó không làm họ chùn bước, mà họ còn nói rằng nếu có phải chết cũng chết cho xứng danh anh hùng. Đây, Bữa Cơm Tù với tiếng hát của Kim Sơn. Kim Sơn đến từ San Jose xin kính chào quý khách. Liên kết văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên Việt Nam tự do, thành trì yểm trợ tuổi trẻ quốc nội, trong tâm tình tất cả cho lòng yêu nước, chống bạo quyền và chống ngoại xâm. Những nhạc phẩm do các nhạc sĩ sáng tác trong nước như nhạc sĩ Việt Khang, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, nhạc sĩ Việt Oan đã được cất lên vang vọng trong hội trường Chiều Nhạc Đấu Tranh. Tất cả những số tiền yểm trợ đóng góp được dành ra để gửi về cho Việt Nam. Và chúng tôi xin công bố sơ khởi ngày hôm nay thì cái tiền mà chúng tôi bán cũng như là CD thì riêng sách và DVD của Thu Nga là 1.165 đồng. Anh Huỳnh Công Ánh, Việt Phương cũng như là các CD của các ca nhạc sĩ là 1.040 đồng. Tổng cộng ngày hôm nay chúng tôi có được 2.205 đồng. Đó là chưa kể cái tiền bảo trợ đã lên đến 7.000 đồng. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Nhạc sĩ Phan Ni Tấn đến từ Canada, tiếng hát từ Houston, Texas. Ca sĩ Diễm Chi
Nhạc phẩm Sơn Hà Nguy Biến, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, tiếng hát đầu đàn của phong trào ca nhạc đấu tranh. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh cũng không quên ngỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vị mạnh thường quân, đến người ở xa về như tiếng hát lừng danh của nhạc sĩ Đoàn Chính, Kim Sơn tiếng đàn nỉ non của cô Nam Phương, ái nữ của tiếng sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa. Rồi thì ca sĩ Việt Phương, Hoàng Tường là những ngọn lửa thắp sáng niềm tin, thắp lên trái tim cùng một nhịp đập cho quê hương Việt Nam bên kia bờ đại dương. Thanh Trúc tường trình từ Dallas, Texas. Kính thưa quý khán giả, những hình ảnh từ buổi ra mắt sách và buổi chiều thơ nhạc cũng đã kết thúc chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Hiền Nhi xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Hy vọng những giây phút vừa qua đã mang đến cho quý vị những thông tin thú vị và bổ ích. Xin kính chúc quý vị một ngày bình an và nhiều niềm vui. Xin thân ái chào tạm biệt. Phương và chương trình Huynh Đệ Chí Binh xin hân hạnh tái ngộ cùng quý vị khán thính giả đài SBTN và các chiến hữu. Kính thưa quý vị và các bạn, người khách mời của chúng ta hôm nay là bác sĩ Nguyễn Công Trứ, người đã viết tập hồi ký vượt qua gian khổ cuộc đời của một quân y sĩ tù binh Việt Nam Cộng Hòa. Bác sĩ Nguyễn Công Trứ là bác sĩ trưng tập năm 1972 và từ cuối năm 72 ông được điều động ra quân y viện Quy Nhơn. Và ông là người ở lại cuối cùng trong những ngày Quy Nhơn bỏ trống, và tất cả bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện Quân y viện Quy Nhơn đã bỏ ra đi, chỉ một y sĩ duy nhất ở lại là bác sĩ Nguyễn Trứ cho tới ngày cuối cùng khi Cộng sản Bắc Việt vào Quy Nhơn. Kính chào bác sĩ Nguyễn Công Trứ. Chào anh Huy Phương và khán giả SBTN. Kính thưa anh, chúng tôi xin gọi bằng anh cho thân mật. Trong tinh thần Huynh Đệ Chí Binh, thưa anh, cái động lực nào đã bắt anh phải ở lại với Tổng Quân viện Quy Nhơn trong những cái ngày tháng 3 mà trong khi đó chỉ huy trưởng cũng như các bác sĩ đã rời bỏ bệnh viện, mà trong lúc đó thì thương bệnh binh còn ở quân viện rất nhiều. Thưa anh, ngày đó là ngày nào và cái tình thế bắt buộc anh phải ở lại, hay là trong lòng anh có những cái tình anh muốn tình nguyện ở lại trong khi anh không thể nào bỏ ra đi được? Dạ thưa anh, thì nói về ngày tháng thì tại hội ký cách đây 30-40 năm thì ngày sáng chính xác tôi không nhớ rõ chắc chắn, nhưng mà lúc vào khoảng giữa tháng 3. Thì buổi sáng như bình thường, mỗi buổi ngày đó ngày tôi trực qua đêm. Buổi sáng thường thường là trước khi chúng tôi giao ban, chúng tôi tới phòng khách của bệnh viện để giao ban. Chúng tôi chờ đến nửa tiếng không thấy chỉ huy trưởng tới. Do đó sĩ quan trực là thiếu tá Sự vào báo cáo với tôi, chỉ huy trưởng và toàn bộ các bác sĩ đã rời bệnh viện, di tản về phía, đi đâu không biết. Thì tôi cũng như tất cả mọi người, tôi là cũng người cũng như các anh em ở đây cũng ham sống sợ chết. Tại sao người ta đi mà tôi ở lại? Tôi cũng muốn đi dữ lắm, chứ nhất là tôi đã, sau khi tôi đã biết được những thủ đoạn ốc độc ác của Việt Cộng trong việc đối xử với tù hàn Minh Địch trong những vùng tạm chiếm, mà tôi đã đọc trong những cái bản dịch mà của người cố vấn Mỹ giúp tôi học vừa họ giúp, do đó tôi cũng muốn đi. Nhưng mà tôi nghĩ lại, trời ơi, phòng cấp cứu đầy cả người, bệnh nhân đầy, mình chưa kịp mổ, bỏ đi sao được. Tôi cũng là người, anh cũng là người, tôi cũng muốn, tôi cũng tham sống, tôi sợ chết. Nhưng mà tôi nghĩ anh em ở đây, những người chiến sĩ họ là những đồng bạn của tôi mà tôi không biết tên với tuổi, đang nằm đâu chờ tôi giúp họ, tại sao tôi nhói mặt tôi đi? Do đó tôi lúc đầu tôi cũng sợ lắm chứ, tôi cũng muốn đi thôi, nhưng mà tôi quyết định ở lại. Thưa anh, trong cái tình trạng lúc đó đó, quân y viện khoảng bao nhiêu thương bệnh binh? Dạ, nói thật với anh, tôi không biết rõ, tại vì bệnh binh vô và ra hàng ngày, mà phòng cấp cứu lúc đó đang đầy, và phòng giải phẫu đang một người bệnh nhân đang chờ đang giải phẫu. Bác sĩ y tá báo chúng tôi là có một người bệnh binh nặng sắp phải giải phẫu. Thì tôi gặp thiếu tá sự báo cáo như vậy, nhưng mà người sĩ quan của phòng mổ chạy vô báo tôi phải có người bệnh phải giải phẫu, tôi phải đi ngay.
Do đó sau khi giải phẫu xong thì tôi gặp thiếu tá sự cũng như những người ở lại đó, tôi hỏi bây giờ làm sao giờ đây. Thì thiếu tá sự bây giờ mọi người đi hết rồi, mình tính sao đây? Cơ hữu trong bệnh viện còn khoảng trên 200 là cái thiếu tá sự nói thôi. Thì bây giờ bác sĩ tính sao? Thì tôi trả lời bệnh viện với một đông đảo nhân viên như vậy, bệnh nhân như vậy mà không có người chăm sóc thì làm cái gì? Do đó tôi muốn anh em ở lại, lúc đầu tôi nói như vậy. Thiếu tá sự ra tôi lại vào phòng mổ tôi làm việc. Sau đó sau cơn giải phẫu, trong lúc mổ mà đầu của tôi suy nghĩ ai còn đi hết, mình bắt mình vì mình ở lại nhưng mà mình bắt anh em ở lại sao? Không được. Do đó sau cơn giải phẫu đó tôi kêu thiếu tá sự và các trưởng phòng mổ, phòng hồi sức và phòng cấp cứu vào. Bây giờ tôi quyết định tôi cũng không biết ngày mai tôi ra làm sao, mà làm sao tôi có thể giữ các anh em lại đây. Ngày mai tôi không biết, bây giờ tùy anh em giải quyết thôi. Thì thật sự nói nếu vậy thì bác sĩ biết như vậy thì để tôi gọi cho cục quân y, xin cho các anh em tự quyết định. Và sau đó nếu bệnh viện bình yên thì anh em sẽ về trình diện trở lại và trở lại làm công việc. Thưa anh, tình trạng thuốc men lúc đó bệnh viện như thế nào? Dạ, lúc đó bệnh viện rất đầy các thuốc men, không có dạ. gì cả. À. Dạ. Còn tình hình ở ngoài Quy Nhơn lúc đó ra sao? Tình hình bên quân đội, bên cảnh sát, ở bên hành chánh thì anh có nghe thấy cái gì không? Dạ, trong lúc đó thì mấy người y tá họ ở ngoài thị xã mới làm việc với tôi. Họ cho bác sĩ ơi, thành phố Quy Nhơn đã bị bỏ trống. Mình làm sao đây? Tôi nói, bệnh viện còn trống, mình phải làm thôi. Nhưng lúc đó là việc phòng chưa vào? Dạ, phòng trống, Quy Nhơn hoàn toàn bỏ trống, dạ. Thế thì anh có nhận được chỉ thị của cấp trên là Bộ Y tế ngoài ra về phía sư đoàn, về quân đội là anh có sự liên lạc nào không? Dạ, tại vì khi thiếu tá sự báo cáo với tôi anh bệnh viện bỏ trống thì tôi có nói thiếu tá sự gọi điện thoại ngay cho cục quân y xin tiếp vận, và cục quân y đã có tiếp điện thoại, sẽ trong ngày sẽ gửi người qua tiếp cứu chúng tôi. Thưa anh, trong cái vượt qua gian khổ của anh, của hồi cứu anh có nói tới việc Đại tá Thông yeah. vào những ngày cuối cùng có đến liên lạc với anh yeah. thì anh có thể kể lại những cái chuyện gì anh liên tiếp xúc với Đại tá Thông yeah. trung đoàn trưởng trung đoàn 42 bộ binh như thế nào? Yeah. Thưa anh, thì cái chuyện mà hồi ký cũng có những xuất sắc, tôi xúc mó nhất là sau 40 năm đã bị đầu óc của tôi cũng hơi lung lạc, nhiều khi cũng nói cũng hơi trật chút, nhưng mà xin các vị tha thứ cho. Thì đó là ngày thứ hai, tối thứ hai khoảng 6:30 chiều sau cơn mổ thì người y tá phòng cấp cứu báo có đại tá chỉ huy trưởng trung đoàn 42 sư đoàn 2 tới thăm. Thì bác sĩ đừng bổ vô phòng mổ, bác sĩ nên đón đại tá. Thế là tôi với mấy anh trưởng phòng mổ và các một đám y tá ra tới tận phòng cấp cứu chờ đại tá. Đại tá xuống với phái đoàn bằng trực thăng. Thì sau khi tôi chào đại tá xong, đại tá chào chúng tôi xong, thì đại tá muốn đi tham quan bệnh viện lúc đó. Thì tôi thường thường tôi là trung úy bệnh viện, quân y viện thì tôi không bao giờ gặp ai cả, thì tôi cũng chẳng biết gì. Thì bị bà đại tá biểu tôi đi thôi. Thì tôi dắt đại tá thăm phòng cấp cứu, phòng mổ, phòng hồi sức. Sau đó đại tá lên máy bay. Thì trước khi đại tá lên máy bay chúng tôi chào. Và tôi thưa hứa với đại tá thế này. Đại tá, trung đoàn của đại tá vẫn tiếp tục trấn giữ Quy Nhơn. Thì tôi và các anh em ở đây bổn phận phải ở lại giúp các anh em đó. Đừng phản, chúng tôi không phải là những người phản bội. Thưa bác sĩ, thưa anh, như vậy thì sau đó một vài ngày thì nói có nguồn tin là đại tá Nguyễn Hữu Thông tự tử, và sau đó có phải là xác của đại tá Thông được anh em quân đội đưa về quân y viện không? Dạ, nói thật với anh là tôi một mình tôi đảm nhận các cái bệnh viện, đầu óc của tôi lung tung cả lên. Thì có người tự nhiên buổi chiều hôm đó tôi nghe súng nổ ở bãi biển, ba ngày sau thì súng nổ bãi biển Nguyên, thì có nghĩ tá báo tôi bác sĩ quân đội bị cầm tới Quy Nhơn rồi. Nhưng sau đó người không, trung đoàn 42 giải tán do đại tá Thông chỉ huy trưởng đã đưa anh em tới bãi Quy Nhơn, sau đó có tàu hải quân ngoài đón vô. Vì những súng đạn nổ đó là anh em bắn trong khi giải tán. Vào một lúc sau lại có người y tá chạy bác sĩ trung đại tá Thông đã thuận tiết và có người đã đưa đại tá về quân viện. Đó là những người họ nói thôi, như vậy thôi.
Những lúc tôi bận quá, tôi lo người sống không xong, là sao tôi lo người chết được. Hay là tôi không biết là nói thiệt cho tôi hay không là tôi không rõ. Thưa anh, xong trong cái câu chuyện đó mà chúng tôi đã viết lại cái qua một lời tường thuật của ông Dương Quang Ân Bỉnh Đức Quốc nói về cái chuyện ông cũng là người làm trong khu người Việt Quy Nhơn, thì có nói cái việc sau đó trước khi mà Cộng sản vào thì chúng ta trong cái tình trạng mà các tự sĩ nằm la liệt, không chưa có chôn được, thì có phải là anh đã chủ trương là phải đem chôn những cái thi hài mà đã qua để nhiều ngày quân nghi viện ở dưới sân cột cờ, cái điều đó thì như thế nào, anh có thể vui lòng mà mô tả lại cho chúng tôi được biết. Thì bệnh viện đông người mà không có người dọn dẹp, chỉ trong vòng 3 ngày bệnh viện đầy cả xác chết dơ dáy. Thì lúc đó trung đoàn 42 lúc bây giờ đã giải tán, bệnh binh đã bớt rồi, do đó tôi nghe mùi dơ quá, tôi mới biểu anh em đi với một mọi, tôi đi vào bệnh viện như thế nào. Nói. Khi đến nhà xác, một cảnh tượng mà tôi không thể nghĩ được, chảy nước mắt. Xác tử sĩ anh em nằm la liệt từ trong ra ngoài, những con heo, những con chó tới cắn, tới ăn trên xác chết đó, mùi thối rùi ba mũi. Và tôi nghĩ y tá cũng y tế, nghề y tế là phải phục vụ vệ sinh quan trọng. Do đó tôi quyết định anh em chúng ta phải tạm thời phải lo giải quyết vấn đề vệ sinh, nhất là bệnh truyền nhiễm. Thuốc men không có mà bệnh truyền nhiễm đến anh chết. Thầy biết tôi đề nghị anh em là nên chôn tạm chung các anh em tại đây, tại mình không có phương tiện để đưa anh em đi đâu. Thưa như vậy thì bác sĩ có thể mô tả cho chúng tôi biết cái vấn đề mà chôn cất các thi hài như thế nào? Thì tôi mấy anh em mới hỏi bác sĩ làm sao mà mình chôn cất người ta được. Tôi nói không có sao, để tôi ra tôi coi. Thì giữa nhà xác, sau lưng nhà xác, bên cạnh nhà xác, bên phía tay trái là quân y viện, quân y dược. Trước mặt nhà xác, nhà máy điện, nhà máy đèn. Trước đó có một bãi đất trống rộng, có lẽ bằng cái lớn hơn cái khu này một chút, bằng đất cát. Tôi mới thử cát, tôi dễ quá đào được. Do đó tôi người đầu tiên, tôi cầm cái xuống, tôi xuống. Anh em nói, để bác sĩ, để em làm cho tụi em. Bác sĩ đừng làm, để tôi làm cho các anh em. Thì tôi bận rộn quá, thì tôi chỉ đứng vậy thôi, tôi cũng phụ phụ về thôi, mà đầu óc của tôi lúc lung tung lên, tôi không nhớ đến đâu. Thì có anh y tá mới bảo bác sĩ, những người có áo quan để họ xuống trước, những thi hài các anh tử sĩ, những người không có áo quan, những chưa người có liệm, chưa có liệm được, chưa liệm được thì để họ lên trên, rồi sau cùng chúng ta phủ bằng đất tạm. Năm sau hôm nay nếu mình về sẽ những người đó sẽ được bốc lên trước và đưa vào tân toán an toán đàng hoàng. Đó là vậy. Thưa cái tâm trạng lúc đó, tâm trạng của anh như thế nào thưa anh? Dạ, tôi nghĩ tôi là người chiến sĩ gia nghĩa, gia ngựa bậc thân, sống cho tổ quốc, chết cũng cho tổ quốc thôi. Các anh đã, những người chiến sĩ này đã hy sinh vì đồng bạn, vì đồng đội, đã bảo vệ cho tôi, cho gia đình tôi được an lành. Thì tôi cũng vậy thôi, tôi cũng làm công việc báo trả án lại cho các anh. Thưa như vậy thì anh có nghĩ là có Đại tá Thông ở trong những người mà mình chôn cất ở cái... Dạ thưa anh nói thật, nếu mà tôi biết Đại tá Thông tôi cũng không biết được, tại vì lúc mà xác đã tất cả đã sình cả rồi, rất là không thể nhìn ai với ai được nữa hết rồi, do heo chó nó tới nó ăn thịt, không thể nói được. Kính thưa quý vị và kính thưa, chúng ta đang nghe câu chuyện bác sĩ Nguyễn Công Trứ, người ở lại với quân y viện Quy Nhơn vào những phút cuối cùng, và cái việc an táng hình như là 47 tự sĩ trong cái sân cột cờ của quân y viện Quy Nhơn. Chúng tôi xin dành vài phút cho phần quảng cáo thương mại và xin trở lại cho phần 2 câu chuyện đang còn vướng sự đau thương của những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Xin thành thật cảm ơn quý vị và các chiến hữu. Trở lại với bác sĩ Nguyễn Trứ và câu chuyện những ngày cuối cùng tại quân y viện Quy Nhơn. Dạ thưa anh, như vậy thì từ ngày mà các tự sĩ được chôn cất tạm thời trong sân cờ cho tới ngày khi Cộng sản vào tiếp thu bệnh viện, thì bệnh viện, tình trạng bệnh viện những ngày đó như thế nào thưa anh? Dạ thưa anh, sau khi trung đoàn 42 giải tán thì bệnh viện gần như không có thương bệnh binh tới, địa phương quân cũng không có, thành ra số thương bệnh binh tồn bao nhiêu chúng tôi sẽ lo điều trị đàng hoàng. Cái vấn đề chính là trong khi chúng tôi làm việc như vậy, vì thiếu nhân viên, thiếu người quản lý, do đó kho thuốc, kho lương thực đã bị đánh cắp.
Do đó tôi anh biên y tá trưởng phòng mổ và báo cáo bác sĩ làm sao bây giờ bác sĩ mất hết cả thuốc, mất hết thức ăn, mình làm sao nuôi cả bệnh binh cả mấy trăm người như vậy? Thì tôi nói không sao cả. Bệnh viện còn có trong tay mình thuốc men, các kho y dược vẫn còn. Tại sao các anh đi tới từng phòng một lấy tất cả các thuốc men về đây, chúng ta vẫn tiếp tục điều trị ngày nào hay ngày đó. Còn lương thực thì cũng vậy thôi, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Do đó tôi cũng như các anh em, mình cắt bớt khẩu phần của mình lo cho anh em. Nhưng mà điều may mắn, từ 1-2 ngày sau thì bộ đội vô. Do đó chúng tôi, thưa anh một câu hỏi riêng tư, nhưng mà để biết cái tình trạng lúc đó như thế nào, như là trong thời đó là anh chưa lập gia đình, có phải không? Dạ. Rồi bây giờ cho tới ngày nào và cái cộng sản Bắc Việt vào để thu bệnh viện, thấy tình trạng xảy ra như thế nào, thưa anh? Dạ, thì khoảng độ 8 đến 10 ngày sau khi bệnh viện bỏ trống rút đi, thì có một toán người lạ mặt vũ trang vô gặp tôi. Họ tự xưng là họ bộ đội miền Bắc vào kiểm tra bệnh viện, và họ ra lệnh chúng tôi phải ra tiếp trục tụ họp tất cả anh em và những người bệnh nhân mạnh khỏe ra cột cờ để làm chuyện bàn giao bệnh viện. Khi ra bàn giao bệnh viện thì trên cột cờ của mình còn vẫn cần lá cờ vàng, ba sọc đỏ và lá cờ Hồng Thập Tự. Do đó họ kéo hai lá cờ đó xuống, họ thay thế bằng lá cờ đỏ sao vàng. Họ tự nhận họ là bộ đội miền Bắc vào tiếp thu bệnh viện. Sau đó thì trong khi lúc đó tôi và những anh em đang mặc quần áo trận, thì tự nhiên có một người bộ đội tóc dài đuôi ngựa chạy tới la hét tôi, đạp tôi một cái, dí sức tôi ngã xuống tại Đức Bất Thình Lình. Tôi ngã xuống thì họ dí xuống vào người tôi, nói giờ này mày còn khốn kiếp, còn đầu óc còn miễn nguyện phản hoặc, dám giam cầm một người đồng đội bàn tù mẹ của tôi ở trong cái giường giam. Tôi nói, trời ơi, tôi ngồi rất kỳ. Hôm nay là mấy anh thấy mấy anh y tá đứng với cạnh tôi sẵn sàng là bạo động. Tôi nói, đó mấy anh, lại các anh thôi, mình là người yên, các anh càng bạo động thì chúng ta càng nguy hiểm hơn, anh yên đi. Thế là sau đó tôi đứng dậy. Sau đó họ ra lệnh thì tất cả những anh em ở đây, anh y tá, tất cả để được giải tán. Thưa cái chuyện mà anh nói giam cầm một cái tù nhân cộng sản là như thế nào? Dạ, trong khi mà thì cái chuyện cách đó khoảng 4 ngày, khi cục quân y, cách đó 2 ngày, cục quân y cho máy bay ra đưa đi đó, thì tôi cho di chuyển toàn bộ từ cấp cứu đến này, anh em ra phi trường dân sự để đi, thì còn lại một số người ở lại, bên còn ở lại, từ giờ họ ở lại, tại gia đình họ đã học chịu đi. Thì bệnh viện trống, do đó tôi nói các anh em bây giờ mình đi vòng các bệnh viện có còn sót ai không, đem về đây để mình dễ dàng, anh em mình đã ít người, dù vào trong một cái khu nhỏ dễ dàng chăm sóc hơn là để phân tán rồi không biết ai với ai. Thì những anh em đó họ quên ghé phòng tạm giam phía sau, tôi không biết chỗ đó chỗ nào, tạm giam quên đi. Do đó có một anh bộ đội bị nặng, bị còn xích trong trên giường. Do đó chúng tôi quên, khoảng mấy ngày sau khi bộ đội tới vô thì người đó tối lả gần như là xỉu, do đó họ mới tức, họ làm như vậy. Thưa anh, từ khi tiếp thu bệnh viện cho tới khi mà như vậy, sau đó họ có bắt anh không hay là vẫn giữ anh để làm việc trong cái quân y viện đó? Dạ, thì họ chỉ có mấy người thôi, mà bệnh viện của tôi còn có bệnh nhân của tôi còn cả trăm. Thế nên họ bắt buộc nói bây giờ giao cho anh một công việc. Bệnh viện là của miền Bắc, của bộ đội rồi. Thì những người nào anh cho có thể xuất viện được, anh là bác sĩ chuyên môn. Những người nào anh thấy có thể xuất viện được, anh cho xuất viện để về họ quê họ tiếp tục điều trị. Còn những người nào nặng không điều trị được thì tạm thời chuyển họ qua dân y viện ở thị xã Quy Nhơn, sau đó anh sẽ qua đó tiếp tục điều trị cho họ cho đến ngày họ xuất viện. Do đó tôi mới hỏi các anh, nếu vậy thì tôi sao đến đấy? Số phận của anh như trước của cô ta nói với anh là Việt Giang cộng sản, anh đã phản bội nhân dân. Không phải là Việt Giang cộng sản mà là Việt Giang. Là Việt Giang. Sorry, cảm ơn, xin lỗi. Việt Giang đã ủng hộ đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp chống lại cách mạng, nhà nước nhân dân. Do đó chúng tôi sẽ điều tra và giải quyết sau. Thì trong thời gian 3 ngày 4 ngày tôi ở trong bệnh viện, tôi là một tù trong lòng, đi đâu cũng có hai người bộ đội đi theo. Đến khi tôi qua dân y viện tôi cũng y như vậy,
tôi cũng phải họ cho tôi ở trong khi trạm xá bệnh viện của dân y viện, đi đâu cũng có bộ đội và cái như một người tù giam lỏng. Thưa anh, như vậy hồi đó bên dân y viện Quy Nhơn đó, yeah, các bác sĩ y tá có còn không? Dạ, y tá cũng có vài người họ yeah về trở lại. Thì còn bác sĩ anh qua đó anh làm việc cho dân y viện hay sao? Dạ, qua đó tôi làm việc với điều kiện với như làm của y viện, nhưng mà bộ đội dân y viện không có người cho tôi phải làm việc như coi sóc tất cả. Nghĩa là bên đó cũng có bác sĩ? Không có bác sĩ nào hết. Dạ. Yeah. Thưa như anh làm như dân y viện bao lâu thì là anh dạ bị thì đi bệnh viện thì ít người. Cái việc chính của tôi không phải làm việc cho dân y viện, mà việc chỉ là tôi giúp cho những người cán bộ vô, họ học cách sử dụng các máy móc, các dụng cụ phòng mổ, phòng gây mê. Tôi là người giúp đỡ cho họ. Thì khi giúp đỡ cho họ, tôi thấy cái kỹ thuật của họ quá yếu kém. Tôi mới hỏi họ, các anh, xin lỗi các anh tốt nghiệp trường nào? Các anh chứ y sĩ, bác sĩ, mà sao các anh biết những chuyện này? Cái cơ bản anh không biết. Nói, xin lỗi, chúng tôi chỉ biết hồng với chuyên. Tôi không hiểu chồng với chuyên là gì, nên tôi mới cười. Tôi hỏi, hồng với chuyên là sao anh? Nghĩa là chúng tôi không cần biết học, nhưng chúng tôi chỉ biết phục vụ cách mạng, nhân dân, nhà nước. Rồi từ đó chúng tôi thường thường bắt đầu từ hộ lý. Hộ lý với thời gian là việc tốt, chúng tôi được lên đi học tu dưỡng, lên thành y tá. Y tá được vài năm tốt, chúng tôi lên làm cán sự y sĩ. Sau đó chúng tôi được học tốt, rồi chúng tôi đi học làm bác sĩ. Nhờ đó mà chúng tôi làm vậy thôi. Thưa anh, như vậy từ một bác sĩ làm ở quân y viện, yeah, rồi qua dân y viện, thì thời gian bao lâu thì anh trở thành một người tù, gọi là tù cải tạo? Dạ, yeah, trong khoảng gần một tháng. Rồi cái diễn tiến như thế nào thưa anh? Dạ, khoảng một tháng thì sau khi công việc của dân y viện thì bệnh nhân của tôi đã, anh em đã gần như hồi phục hết. Bữa đó tôi mới lên phòng ban lãnh đạo, tôi nói bây giờ tất cả anh em quân đội đã bình phục. Không phải bình phục mà tôi đã cho xuất viện. Thì số phận ra thì tôi muốn xuân. Các anh nói thì hứa với tôi là khi điều trị xong thì tôi sẽ được trả về nguyên quán. Do đó tôi xin cho tôi trả về nguyên quán. Thì các anh nói các anh là người trí thức, cách mạng đang cần bàn tay trí thức của các anh để xây dựng đất nước. Anh là người ở lại, anh là người đã giữ gìn các cơ sở quân y viện, bộ đội, cơ sở quân y viện. Không phải anh mà cả khu y dược, cả khu xăng dầu và cả cái đài radar vẫn còn y nguyên. Anh là người có công với cách mạng, thì chúng tôi biết ơn anh. Anh yên tâm đi, tôi sẽ trả cho anh. Thưa anh, như vậy sau này gọi là bộ đội cộng sản trả ơn anh bằng cách nào? Thì sau đó một vài ngày, thì bữa đó vài ngày bộ đội mới kêu tôi lên, ban lãnh đạo kêu tôi lên, cảm ơn. Thay vì tôi cũng mừng quá trời, mình cảm ơn thì mình đi về thôi. Thì tôi cười, không, bây giờ anh là người quân, trước khi về chúng tôi phải gửi anh vào phòng tạm giam thị xã Quy Nhơn để làm tờ khai lý lịch. Anh hành động tốt như vậy, anh không đi lính, anh không bắn giặc, không gì cả, thì anh là tờ giấy trắng, chúng tôi trả anh về thôi. Rồi nhốt tôi 4 ngày, ok, đi rồi luôn. Sau đó? Trước khi đi đó, thì bữa đó tôi nhớ trong 4 ngày trong ở tạm giam, không ai hỏi tôi, không gì cả. Nhưng mà tôi gặp một vài anh em trong họ làm việc, họ nhắc tôi, họ kêu tôi nói theo, bác sĩ, thưa lửa. Tôi hỏi sao? Tôi có 3 lời dặn anh em chúng tôi, thương bác sĩ nên chúng tôi mới dặn bác sĩ. Thứ nhất, bác sĩ muốn được an toàn, bác sĩ phải làm sự sợ bản tờ lý lịch của bác sĩ thật là tốt. Tức nghĩa là sao? Bác sĩ viết cái gì thật ngắn, thật gọn, dễ hiểu. Bác sĩ phải thuộc lòng cái bản lý lịch. Từ cái dấu chấm, dấu phẩy, bác sĩ phải nhớ. Tại vì rằng là nó, anh em chúng tôi ở vùng tạm chiếm chúng tôi biết cả rồi. Nghĩa là tẩy não là gì? Bác viết lý lịch. Chỉ cần bác sĩ sửa một chút tờ lý lịch là bác sĩ khổ rồi. Do đó, thế là điều thứ nhất là tôi đang tới học. Thứ hai, bác sĩ mấy anh dặn tôi, ở đây mình 100.000 con mắt ngó, hàng vàng cái lỗ tai nghe, thì bác sĩ phải nhớ, không được nói chuyện với người nào, không tin một người nào cả. Ngày hôm nay là bạn, chút nữa một miếng cơm, một cái gì đó, họ lại cái thù bác sĩ. Dạ, chúng tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trứ. Dạ. Và thưa anh, chương trình Huyện Địa Chí Binh đến tạm ngưng. Dạ. Vì chương trình chúng ta cũng vừa
tới giờ. Thì xin hẹn quý gặp lại trong chương trình Huynh Đệ Chi Linh lần tới với câu chuyện đang còn dang dở với bác sĩ Nguyễn Công Trứ, người ở lại với quân y viện Quy Nhơn trong những ngày cuối cùng. Xin thành thật cảm ơn quý vị và các chiến hữu. Cảm ơn anh Huy Phương, cảm ơn các khán giả. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SP10 và kính mời quý vị đến với chương trình Diễn đàn Thanh niên hôm nay. Kính thưa quý vị, vào năm 2007, sau khi thành lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do, anh Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam truy tố và bị bỏ tù vào tháng 4 năm 2008 tại Sài Gòn. Và câu lạc bộ Nhà báo Tự do của anh cũng đã bị tan vỡ từ đó. Gần đây, vào ngày 4 tháng 7 năm 2014, trùng ngày với ngày Quốc khánh của Hoa Kỳ, với khái niệm bắt nguồn từ câu lạc bộ Nhà báo Tự do do anh Điếu Cày thành lập, hơn 40 thành viên thuộc một tổ chức dân sự bao gồm các trí thức, cựu tù nhân lương tâm và các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam và các nước ngoài đã tuyên bố thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Trong chương trình Diễn đàn Thanh niên hôm nay, chúng tôi xin được tiếp chuyện cùng với kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh. Anh Thạnh là một trong những blogger được biết đến và quan tâm nhiều nhất trong nước hiện nay. Anh Nguyễn Văn Thạch là một thành viên của Hội Nhà báo Tự do. Anh Thạch đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng qua hệ thống Skype. Xin mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa anh Thạch và Trường Giang sau đây. Trường Giang xin kính chào anh Nguyễn Văn Thạch và xin anh gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài SPTN. Vâng, xin chào anh Trường Giang và xin chào quý khán thính giả đài SPTN. Rất vui được gặp lại. Anh, lần cuối khi tiếp chuyện với anh, Trường Giang biết thì anh đang còn sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Anh có thể chia sẻ với chúng tôi cuộc sống gần đây của anh ra sao? Vâng, thời gian đây tôi phải gọi là tạm lánh nạn với Bình Định để sống. Bởi vì sự thật là rất là khó khăn để tìm kiếm một chỗ ở Đà Nẵng vì liên tục bị chủ nhà thu hợp đồng và dùng nhiều biện pháp người ta gọi là trò bóng như là cúp điện, cúp nước để thu hợp đồng. Và đằng sau đó là chính là sự can thiệp của nhân viên an ninh. Cho nên là trong 6 tháng tôi phải chuyển nhà đến 6 lần và rất là khó khăn, cho nên là hiện tại tạm thời bơ vơ tị nạn thời gian. Cảm ơn anh đã chia sẻ cuộc sống hiện tại của anh. Thì chúng tôi cũng rất đồng cảm với anh là sự khó khăn của những người tranh đấu trong nước là một cái vấn đề mà tất cả mọi người đều phải tranh đấu. Trở lại với chương trình Diễn đàn Thanh niên thì một trong những sự kiện quan trọng xảy ra trong nước gần đây là vào ngày 4 tháng 7, một tổ chức dân sự đã thành lập một hội nhà báo độc lập và Thạch là một trong những thành viên. Anh có thể cho biết mục đích của hội nhà báo độc lập này là gì và tại sao anh tham gia vào hội này? Hội nhà báo độc lập được một số người tranh đấu có tiếng tăm trên mạng như nhà báo Phạm Chí Dũng, rồi nhà thơ Bùi Minh Quốc và một số người nữa vận động thành lập. Và tôi rất là vinh dự là được có mặt trong cái danh sách tham gia đầu tiên. Thì tôi nghĩ rằng một trong những cái quyền căn bản của con người đó là quyền tự do ngôn luận. Và để có một cái xã hội tốt đẹp thì quyền đầu tiên đó là phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận, hay còn gọi là tự do báo chí. Thì cái điều này chưa đạt ở Việt Nam, khi mà hầu hết các tờ báo đều do chính quyền Việt Nam hoặc là thông qua các cái hội đoàn của họ lập nên, và người ta gọi là có một tổng biên tập chung. Điều đó làm cho nhiều cái vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến cuộc sống của đất nước thì sẽ bị bưng bít nếu như vấn đề đấy nó gây bất lợi cho nhà cầm quyền. Điều này làm cho cái sự thu thiệt của người dân rất là lớn. Có lẽ chính vì điều này mà những người tranh đấu cho tự do dân tộc, trong đó có nhiều cựu tù nhân lương tâm, đã hợp lại với nhau để vận động ra mắt cho phiên hội nhà báo độc lập. Theo anh thì anh có tin tưởng vào sức mạnh của hội nhà báo độc lập cũng như trang Việt Nam Thời báo trên Facebook và trang mạng riêng của hội nhà báo, đó là www.ijavietnam.org,
về những thông tin cập nhật đến với người dân trong nước và được sự ủng hộ của báo chí tự do trong và ngoài nước, thưa anh? Vâng, còn sớm để nói đến cái hiệu quả cũng như cái tác dụng của cái hội nhà báo độc lập cũng như cái trang tin do hội đưa lên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một bước đầu tiên rất là căn bản để người Việt Nam ý thức và tìm lại quyền con người của mình. Một cái điều mà lâu nay chính quyền đã diễn dịch sai hoặc là bưng bít hoặc là đàn áp. Một trong những cái quyền tự do căn bản của người là tự do ngôn luận và cái quyền được tự do thành lập hội đoàn mà mình thích, không cần phải được sự cho phép hay là xin phép của nhà nước. Tôi nghĩ rằng cái việc ra đời của cái hội nhà báo độc lập nó như một cái tuyên ngôn quay lại, đó là quyền tự do lập hội của con người cũng như quyền tự do thông tin. Đó là một trong những cái điều căn bản mà trí thức cũng như những người tranh đấu, người dân ở Việt Nam đã chứng minh cho người dân thấy được cái quyền của mình. Còn họ có làm được những gì hay không thì tôi nghĩ là cần phải có thời gian trả lời cũng như cần cái sự thức tỉnh cũng như ủng hộ của người dân. Bởi vì cải tạo xã hội hay là cách mạng là việc của toàn dân chứ không thể là việc của một nhóm hay là một hội đoàn nào. Sống trong một thể chế chính quyền chuyên chế độc tài như chính quyền Cộng sản Việt Nam thì khi tham gia một hội đoàn không được cho phép bởi chính quyền, riêng cá nhân của anh thì anh nghĩ sao và điều này sẽ mang lại những khó khăn gì đối với đời sống của anh? Vâng, hiện tại thì bản thân tôi cũng không gặp khó khăn gì thêm từ việc tham gia hội nhà báo độc lập. Có chăng thì chỉ gặp khó khăn trước đây như cái chuyện tôi viết bài thể hiện cái quan điểm chính kiến của tôi trên mạng rồi bị công an làm việc, rồi bị gây cớ để đánh tôi hay là kiểm tra hành chính, rồi tất cả những chuyện đó thì các bạn đã biết trước đây. Thì tôi nghĩ rằng là có thể có những người khác họ sẽ gặp khó khăn, nhưng mà việc tham gia và thành lập hội nhà báo độc lập nó là một bước tiến để mà chứng minh cho công luận cũng như người dân Việt Nam biết là người dân Việt Nam hoàn toàn có được những cái quyền như vậy và họ cứ mạnh dạn thực hiện. Dĩ nhiên là người ta thường nói là khi đánh thì họ đánh đằng đầu. Linh Mục Lê Ngọc Thanh hiện đảm trách phó chủ tịch thường trực của hội nhà báo độc lập đã bị một số nhân vật trong nước viết bài tấn công, bôi nhọ và đánh phá cá nhân. Thạch nghĩ sao về vấn đề này và thường thì nó xảy ra trong nước như thế nào? Vâng, thật ra thì tôi cũng... thứ nhất là tôi không quan tâm, thứ hai thì tôi cũng chưa xem những cái bài mà người ta nói là tấn công hay là viết bài đó mà bôi nhọ, đánh phá những người sáng lập hội nhà báo độc lập như Trà Thanh anh vừa nói. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà có điều này đi nữa thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Thứ nhất là hiện nay cái chuyện mà người ta ra lệnh cấm hay là bắt bớ khi công dân thực hiện các cái quyền con người của mình, trong đó quyền thành lập hội, thì nó không còn chính nghĩa nữa, nó không còn thuyết phục người dân nữa cũng như là thế giới nữa. Cho nên là người ta chỉ còn có thể làm một cách, đó là bôi nhọ cá nhân. Bởi vì người Việt Nam thì người ta hay gắn những cái đạo đức, lối sống cá nhân vào cái niềm tin. Và trên cơ sở niềm tin đấy người ta nghe người nói hơn là nghe tiếng nói. Đó là một trong những cái yếu điểm của một xã hội mà khi người ta chưa rạch ròi được cửa cuộc sống cá nhân và công việc. Trên cơ sở đó thì những người cầm quyền hay là những người được người cầm quyền điều khiển, họ khai thác cái này để họ gây mất cái niềm tin cũng như sự ủng hộ của công chúng. Chưa nói là có thể rằng là những cái chuyện họ đưa ra là hoàn toàn là bịa đặt hay là suy diễn thiếu chứng cứ. Thì tôi nghĩ rằng cái việc này cũng là việc bình thường trong một xã hội dân chủ có sự cạnh tranh. Bởi vì cuối cùng thì nó sẽ giúp cho người dân họ định nghĩa lại thế nào là đạo đức, thế nào là công việc. Rồi, tôi xin nói thêm một chút cái vấn đề này. Tôi bình luận rằng là ý tôi nói rằng cái chuyện là có những cái bài viết để đánh phá hay là bôi nhọ cá nhân những người sáng lập thì tôi nghĩ là thứ nhất là về mặt động cơ để bảo vệ cái độc quyền thông tin của họ, độc quyền thành lập hội nhóm của họ thì đúng.
Cái thứ hai nữa là cái chuyện này cũng là hiển nhiên thôi, bởi vì người ta có thể là viết để mà thứ nhất có thể là trong những cái bài viết của họ thì tôi nghĩ là cũng có thể là họ vi trọng, nhưng mà cũng có thể là những cái sự thật họ đưa ra. Cái điều này mình cũng chưa thể vội vàng kết luận rằng họ chỉ là xuyên tạc không, bởi vì nếu mình nói như vậy thì mình cũng rất là nhạy cảm hay là rất là vi trọng. Cho nên tôi nghĩ rằng là đây là một cái sân chơi, trước mắt là tôi nhìn nhận như vậy đã. Anh có thể nói xấu vừa thôi, anh có thể bới móc hay anh có thể xuyên tạc, nhưng mà nó là giúp cho công luận họ định vị lại một cái ngộ nhận lâu nay, đó là người ta hay gắn những cái cuộc sống, lối sống cá nhân vào cái công việc của xã hội, và người ta gây mất niềm tin. Và tôi nghĩ rằng lần lần thì con người người ta sẽ hoàn toàn tách bạch được cái lối sống cá nhân cũng như những cái cuộc sống riêng tư, cũng như là cái trọng trách xã hội mà họ phải gánh vác. Cái thứ hai nữa thì đúng là ở Việt Nam hiện nay thì không có công bằng cũng như tự do thông tin như anh vừa mới đề cập, bởi vì tất cả những cái phương tiện truyền thông cũng như cái nguồn quỹ rất lớn do nhà nước lập nên và tài trợ, và họ có một tổng biên tập mà nhiều người nói là trưởng ban tuyên giáo trung ương. Nhưng mà may mắn rằng là hiện nay thì ở Việt Nam cũng có một cái phương tiện để người dân có thể cạnh tranh và ngày càng gây được cái niềm tin đối với cộng đồng, đó chính là mạng internet cũng như các cái diễn đàn, các cái trang web như là Dân Luận, Quan Làm Báo hay là Ngọc Trên. Và tôi nghĩ rằng là nó cũng có một cái chỗ không gian để cho những người mà bị bịt miệng bởi hệ thống quyền lực, họ có nơi để mà họ trình bày vấn đề, họ nói cho đồng bào biết. Nói đến vấn đề cập nhật thông tin đến với đông đảo đồng bào trong nước, câu hỏi sau đây là từ một quý khán giả đã gửi qua email cho Trường Giang. Cho phép Trường Giang đọc lại nguyên văn như thế này. Kính thưa quý vị, là đây là một câu hỏi mà Trường Giang nhận được email từ một trong những người xem qua chương trình diễn đàn thanh niên. Thì Trường Giang cũng rất là mừng khi mà được quý vị đóng góp ý kiến như thế này. Thì nguyên văn của email là như sau: hết sức ngưỡng mộ tinh thần bất khuất, can đảm của kỹ sư Thạnh. Chỉ vì sự tồn vinh của đất nước, dân tộc mà kỹ sư cùng gia đình phải chịu bao oan khiên, trù dập, áp bức và của bảo quyền Cộng sản Việt Nam. Được biết kỹ sư vừa tham gia vào tổ chức Báo Độc Lập, xin hỏi kỹ sư một câu. Trong tương lai, tổ chức Báo Độc Lập có chủ trương xuất bản báo giấy, bởi vì báo giấy được phổ biến rộng rãi, ai ai cũng có thể đọc được, trong khi báo mạng chỉ có những người biết sử dụng Internet hoặc là Computer. Dù báo giấy phải cần có tài chánh, cũng như chắc chắn sẽ bị Cộng sản đàn áp khốc liệt hơn. Cảm ơn kỹ sư. Thật có thể trả lời câu hỏi của một vị khán giả xem đài truyền hình VTN. Vâng, đầu tiên tôi xin cảm ơn những lời vừa nói tốt đẹp về tôi. Trước hết thì tôi xin nói là tôi cũng như bao người dân trong nước. Đầu tiên thì mình sống trong nước, mình có tình cảm đối với quê hương đất nước, mình mong muốn nó phát triển tốt đẹp. Thứ hai nữa, bất kỳ một con người nào vị trí thì cũng muốn lên tiếng cho sự bất công. Đầu tiên tôi cũng chỉ nghĩ là tôi làm như một công dân bình thường có trách nhiệm thôi. Và tôi cũng không ngờ rằng cái việc mình làm như vậy thì bị chính quyền họ gây khó khăn, cũng như họ cản trở và họ trù dập. Thế còn tôi cũng chưa thể làm được gì lớn hơn cho cái sự tồn vong của đất nước như quý khán thính giả nào đó có lời quá tốt cho tôi. Cái thứ hai nữa thì nói về cái câu chuyện của Hội Nhà báo Độc Lập, trước mắt thì tôi cũng tham gia như một cái người ủng hộ đợt đầu, còn những người có trong ban chấp hành thì họ có một cái chiến lược. Tôi cũng có trao đổi với họ rằng là tôi mong muốn là được xuất bản báo giấy để tôi làm nhân viên đi bán báo, nhưng mà họ chưa, có lẽ là ban đầu thì họ cần có củng cố nhân sự và họ làm bài bản để tránh cái sự đàn áp hay là sự ngăn chặn của chính quyền mà làm hỏng đi cái công việc đang tiến triển. Thì tôi nghĩ là trước mắt chắc có lẽ là duy trì cái trang báo trên mạng, bởi vì hiện nay thì theo thống kê có tới 38 triệu người Việt Nam đã sử dụng Internet, và họ là những đối tượng trí thức, những đối tượng sống tập trung ở đô thị như là công chức, sinh viên. Tôi nghĩ nếu mà khai thác hết cái tiềm năng thị trường này thì cũng đã tạo ra một cái tiếng nói ảnh hưởng rất là lớn.
Vâng, nếu mà thật ra là một nhân viên bán báo thì lúc đó chắc Trường Giang sẽ về đạp xe đạp để trở thành đi bán báo nha. Tại lúc đó cho em được tự do hơn rồi, đi bán báo mà bán báo cho hội hội độc lập nhà báo thì có lẽ là lúc đó mình cũng đất quê hương của mình nó đã xoay chuyển rồi và nó trở thành một cái quê hương có tự do hơn. Thì Trường Giang cũng chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã gửi ý kiến về đài, và Trường Giang luôn lúc nào cũng muốn sự góp ý kiến của quý vị để cho chương trình được phong phú hơn. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình với anh Thạch. Thì anh Thạch, anh có thể cho biết thêm tại sao ngày thành lập hội nhà báo độc lập là ngay ngày 4 tháng 7, tức là ngày July 4 của Hoa Kỳ thưa anh? Có lẽ hồi nãy nói mà quên trình bày đó là nói về cái ý nghĩa của việc ra đời của cái hội nhà báo độc lập ở Việt Nam á. Thì em trình bày là thứ nhất là nó minh chứng cho một cái nhận thức về quyền con người ở Việt Nam. Đó là anh hoàn toàn có thể thực hiện những cái quyền đó mà không phải chờ đợi cái sự cho phép hay là xin phép của chính quyền. Và cái việc ra đời hội nhà báo nó cũng có sự trùng lập ngẫu nhiên hay là một cái sự chuẩn bị của những người sáng lập thì không rõ, nhưng mà hội nhà báo độc lập nó được ra đời vào ngày 4 tháng 7, đó là ngày kỷ niệm quốc khánh của nước Mỹ. Và một đất nước tuy rằng sinh sâu để muộn hơn so với những quốc gia khác, nó có khoảng hơn 200 năm lịch sử, nhưng mà nó đã trở thành nước hùng cường số một thế giới. Bởi lẽ là một trong những cái tiêu chí của những cha lập quốc của nước Mỹ đó là chính quyền được sinh ra là để bảo vệ quyền tự do của công dân. Và một trong những cái quyền tự do đó là quyền tự do ngôn luận. Theo như cái lời dẫn mà tôi được biết của Tổng thống George Washington nói đó là một khi bị cướp đi quyền tự do ngôn luận, chúng ta trở nên câm lặng và ngu xuẩn như những con cừu bị dẫn đến lò sát sinh. Điều này một trong những người dân sống ở trong nước Việt Nam, một nơi mà quyền tự do ngôn luận rất là bị hạn chế, cũng như là các phương tiện truyền thông đều bị lũng đoạn bởi chính quyền, thì tôi cảm nhận cái điều này là rất là đúng đắn. Cho nên là khi tham gia vào cái hội nhà báo độc lập, tôi nghĩ rằng với cái việc thực hiện cái quyền của người thì nó là một trong những cái tổ chức đi tiên phong để mở ra cái cánh cửa thực hiện cái quyền tự do ngôn luận, để con người sống xứng đáng là con người tự do, chứ không phải là như những con cừu mà được lũng đoạn và dẫn dắt bởi những người cầm quyền. Theo Thạch nghĩ thì khái niệm quyền con người ở Việt Nam đối với đồng bào trong nước ra sao? Vâng, cái thật ra thì từ khi mà khái niệm quyền con người cũng như là cái cuốn Khế ước xã hội nó là một cái phát kiến mới về con người trong cái lĩnh vực chính quyền và nhà nước. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta đã sống quá lâu trong cái thời chế cầm quyền của phong kiến của vua chúa, và sau này bởi cách cộng sản cũng không có truyền thông cái quyền của người, nên là người ta hiểu về quyền của người, người ta cứ nghĩ rằng là chính quyền đó là thứ nhất hồi trước kia là nó là được mệnh danh là thiên tử, được toàn quyền dẫn dắt đường quyền ra lệnh cho người dân và họ có quyền thì họ nói mình phải nghe. Còn sau này là những người cộng sản họ ghi hiến trong pháp là điều 4 là đảng là đạo toàn diện và tuyệt đối, và những cái điều luật họ ra thì hiển nhiên phải thực hiện, và họ có quyền họ bắt bớ, họ xét xử, họ đàn áp. Nhưng mà trước kia khi mà tôi thật sự như tôi đã học tới, nhưng mà tôi cũng không có quan tâm đến quyền lực. Tôi cũng như bao nhiêu người cũng cố là thực hiện đúng cái mà người ta hay gọi chủ trương đường lối của đảng và pháp luật của nhà. Nhưng mà từ năm 12 tôi bắt đầu quan tâm người thì tôi mới thật sự là thức tỉnh và vỡ lẽ. Thì lâu nay trước đó tôi vẫn nghe quyền lực mà tôi không quan tâm nó là cái gì và nó có tác động như thế nào với việc kiến tạo một cái xã hội tự do và dân chủ. Thì từ đó tôi tìm hiểu và tôi thấy rằng cái chuyện quyền của người hiện nay thì cũng có được sự quan tâm ở Việt Nam nhưng mà rất là ít. Thứ nhất là họ là những giả, họ là những người tranh đấu quyền của người. Đa số người dân theo hỏi chuyện tôi điều tra xã hội thì họ không quan tâm lắm. Thứ nhất mà chuyện chính trị được bàn luận ở Việt Nam rất là hạn chế. Họ cho rằng cái chuyện chính trị của đảng và nhà nước không phải chuyện của người dân. Thứ hai nữa là họ sợ
khi bàn luận đến chính trị, có chính trị thì họ nghĩ rằng là liên quan đến chuyện như là chống đảng và nhà nước, phản động và bị bắt. Chẳng họ chỉ lo là kiếm sống thôi, họ không có quan tâm đến chính trị. Khi không quan đến chính trị thì không có bàn luận, mà không có bàn luận thì dẫn đến sự hiểu biết hay là sự nắm được vấn đề là hạn chế. Cảm ơn anh Thạch đã cho chúng tôi có cuộc tiếp chuyện hôm nay. Và Trường Giang chúc mừng hội riêng Trường Giang thì Trường Giang cũng muốn chúc mừng hội nhà báo độc lập có những phát triển càng tốt càng mạnh hơn, để cho đất nước chúng ta, nhất là người dân chúng ta có thêm một tiếng nói. Và đây cũng là một cách để cho người dân biết thêm về một phía nữa của báo chí mà từ đó tới giờ sống trong một xã hội chuyên chế độc tài chúng ta không hề biết tới. Và hy vọng trong tương lai thì hội nhà báo độc lập sẽ có những bài báo, những chương trình mà cho không phải những người trong nước mà những người hải ngoại có thể cập nhật và tin tưởng những gì mà báo chí đã viết, đã đưa tin ra. Và Trường Giang cũng chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới.